giới thiệu lại với cả nhà. Họ có tên đầy đủ là Tăng Thị Bích Thủy, hiện tại là bác sĩ chuyên khoa cấp 2 đang phụ trách khoa nội của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Thực ra thì hôm nay được mời đến đây quả thật là cũng là một trong những cái điều mà rất là khó khăn đối với lại cả một người đang làm công việc nhà nước. Thế nên là phải chọn cái khung giờ là thời gian nghỉ buổi trưa. Thế nên là chắc là mọi người đến đây cũng sẽ thực sự phải quan tâm lắm, thực sự phải thu xếp cái công việc của mình để có mặt ở đây vào cái giờ khắc này. Một lần nữa thì Thủy rất là vui mừng khi được chia sẻ với cả nhà vào cái thời điểm này. Cảm ơn bác sĩ Tăng Thủy và mời bác sĩ Tăng Thủy ngồi tại chỗ được không ạ? Để chúng ta cùng theo dõi cả slide nữa. Rồi, hiện tại thì bác sĩ Tăng Thị Bích Thủy đang là phó trưởng khoa cho một khoa nội của bệnh viện Đông y Bộ Công an. Và thực ra thì bạn làm ở bệnh viện ấy thì bạn cứ hết làm trưởng khoa lại phó khoa ở rất là nhiều khoa rồi. Tại vì là một người rất là đa di năng. Hơn thế thì mọi người thấy ngày hôm nay mà bác sĩ Thủy được xuất hiện ở đây ấy, mọi người tức là ngoài cái việc mà chuyên ngành về đông y thì chứng tỏ là bạn còn quan tâm đến những cái giải pháp dự phòng cho bệnh nhân và rất nhiều người đúng không các anh chị? Vâng, và bạn là một trong những người mà có kiến thức rất là tuyệt vời, am hiểu cho cái lĩnh vực này. Ngày hôm nay thì cái cô Thủy có cần máy tính gì không? Thế thì cần cái này đi, bạn có thể ngồi nhìn lên trên slide được. Chủ đề ngày hôm nay á, đó là cái giải pháp mà trẻ hóa tận gốc từ bên trong đúng không ạ? Thế thì trước khi mà bước vào cái những cái giải pháp này thì bác sĩ Tăng Thủy có thể cho tất cả các cô chú anh chị ở đây mình được hiểu qua về cái ý nghĩa của công nghệ hóa cửa tận gốc mà có tên là công nghệ Edge Lock được không ạ? Nói đến công nghệ hóa cửa Edge Lock thì có lẽ là không ít người đã được nghe đến đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự là trải nghiệm nó, thực sự là cảm nhận nó và có được cái tình yêu đối với nó thì có lẽ là một quá trình. Cũng xin được chia sẻ với cả nhà là vì sao mà hôm nay tôi phải ngồi đây. Không phải chỉ đơn thuần là cái việc quan tâm đến sản phẩm đâu ạ, mà để tiếp cận được đến sản phẩm và đến có được cái niềm tin với nó thì là cả một quá trình rất là dài. Cách đây 10 năm, đúng 10 năm ạ, thì Tăng Thủy đã được sang học tập tại Đài Loan. Và khi đó thì Tăng Thủy đã được biết đến Nuskin. Tất nhiên là biết có nghĩa là mình nghe thấy cái tên đó thôi ạ. Còn hiểu tường tận về nó thì mình chưa được hiểu tường tận. Và lúc đó thì hoàn toàn là một cái cơ duyên. Tức là mình rất là ấn tượng với Nuskin bởi vì người chia sẻ nó lại chính là thầy giáo hướng dẫn mình ở bên Đài Loan. Thế và cả gia đình thầy thì được trải nghiệm với công nghệ Ezelok và mình rất ấn tượng với những con người trong gia đình và đó là một cái cảm xúc mang về Đài Loan. Nhưng mà 6 năm sau nó mới có cơ hội để được mình chạm tới và nhìn thấy. Thì đó là cô bạn đây ạ. Ra trường 25 năm, tức là năm 2014 thì chúng mình gặp nhau lại. Và lúc đó thì quả thật là lâu lắm rồi mới gặp bạn. Và nhìn bạn với so với ngày xưa thì là một dấu hỏi rất lớn trong đầu Thủy. Và cái câu mà sau khi giao lưu tất cả mọi thứ rồi thì hỏi bạn mỗi câu là thẩm mỹ ở đâu đấy? Đau không ạ? Phụ nữ không ai hỏi điều đấy đâu ạ. Người ta rất là né tránh và người ta rất là giấu đi cái sự tự ti của mình. Nhưng mà đây là vì thân ạ, nên là các hỏi thôi. Thế và đó là cái sự mở lòng đối với Thủy với các sản phẩm Nuskin, với công nghệ Nuskin. Và thực sự trải nghiệm 4 năm thì với Thủy đã mang lại những cái giá trị rất là ngoạn mục. Sự thay đổi về sắc diện bên ngoài, sự thay đổi về sức khỏe bên trong. Và quan trọng nữa là Thủy đã giúp được rất nhiều người có được cái sự cải thiện về sức khỏe cũng như là về sắc diện. Và đó là cái niềm tin càng ngày càng lớn lên. Và hôm nay thì số người quan tâm đến cái giải pháp này không phải ít. Tuy nhiên rất là bối rối khi ở ngoài kia có rất nhiều các cái công nghệ khác nhau để nói đến cái việc trẻ trung, nói đến cái việc chống lão hóa. Và tất cả những cái công nghệ đó đương nhiên họ cũng có những thành tựu nhất định, có những giá trị nhất định và mọi người tiếp cận nó ở một cái góc độ nào đó. Thì trên hình đây thì mọi người cũng sẽ được thấy các cái giải pháp. Với các cái sản phẩm bên ngoài kia thì họ cũng giúp chúng ta có thể trẻ trung hơn, nhưng cái cơ chế thì hoàn toàn tức là hoàn toàn là sự
che phủ bên ngoài khỏa lớp với những cái triệu chứng, những cái ta nhìn thấy có thể nó sẽ cải thiện, nhưng cái gốc rễ vấn đề không được giải quyết và cứ tái đi tái lại. Mọi người thường thay đổi các cái loại mỹ phẩm dùng ngoài cũng như các cái sản phẩm chăm sóc bên trong chứ ít khi mà dùng nó lâu dài, bởi vì mọi người không hài lòng với những cái kết quả đã đạt được. Cứ sau một thời gian thì lại đổi sản phẩm mới, lại tìm hiểu, lại lựa chọn, thì đó là những cái thực tế khi mà Thủy chưa chạm được đến công nghệ Angel Love. Và khi chạm được đến công nghệ Angel Love rồi thì lúc đó thực sự với cái chuyên môn của mình thì đau đáu đi tìm hiểu là nó ở đâu, nó xuất phát như thế nào, và tại sao người ta lại có thể tự tin nói những từ là quá tuổi, bởi vì cái điều ấy là điều không thể nói được trong khoa học trước đây. Thế thì chúng ta cũng biết ạ, ngay từ khi mà học trong cái phổ thông, khi mà chúng mình học cấp 3 đấy ạ, chuyên sinh thì cũng đã được học là cơ thể con người được tạo nên các tế bào, đúng không ạ? Từ các tế bào thì tạo nên các cái mô, và từ mô thì hình thành các cơ quan, và cơ quan sẽ hình thành nên chúng ta một cái thể trạng con người bên ngoài. Tuy nhiên gốc rễ để điều chỉnh tất cả những vấn đề đó thì lại xuất phát từ gen. Gen và cái quyết định của gen đó là ADN, nó nằm ở trong nhân tế bào. Đó, thì đấy là cái cơ chế mà ai cũng biết. Thế nhưng mà làm thế nào để tác động được vào cái yếu tố gen từ bên trong như vậy ạ? Thì đó là cái điều mà Blue Skin dám tuyên bố với thế giới, đó là công nghệ khóa tuổi. Và đây ạ, đây là cái biểu hiện gen khi mà được tác động bởi công nghệ Angel Love. Chúng ta được biết là với cái khi mà con người chúng ta trẻ trung ấy ạ, thì những cái nhóm gen biểu hiện những cái tính trạng trẻ thì nó hoạt động mạnh, còn những nhóm gen mà biểu hiện những tính trạng già thì nó hoạt động yếu hơn, thể hiện ở màu sắc ở trên bản đồ nhiệt phân, bản đồ gen kia. Thì đó là màu xanh là mức độ hoạt động thấp, tức là những cái gen già thì nó hoạt động ít thôi ạ, màu xanh nó ít hơn. Còn màu đỏ là biểu hiện cao, thì là của những cái gen trẻ. Nhưng khi chúng ta về già thì ngược lại ạ, những cái gen trẻ thì lại hoạt động yếu đi, và những cái gen biểu hiện tính trạng già thì lại hoạt động mạnh lên. Bộ gen của chúng ta không hề thay đổi ạ, từ khi sinh ra đến khi sang bên kia thế giới nó vẫn cố định như vậy. Nhưng cái gen nào hoạt động mạnh và hoạt động kém thì nó sẽ biểu hiện ra tính trạng bên ngoài. Và đó là cái cơ sở để Angel Love phát huy tác dụng. Nu Skin đã nghiên cứu những cái sản phẩm mà khi sử dụng trên con người thì nó sẽ làm cho cái biểu hiện gen đó thay đổi, các gen trẻ hoạt động mạnh lại và các gen già hoạt động yếu đi, và cái sự thay đổi đó nó có thể đạt tới 92% so với lại gen của chúng ta lúc trẻ. Vậy thì sao ạ? 100 ngày, đúng không ạ, thì chỉ mất có 8 ngày là gen già nó hoạt động thôi, còn 92 ngày còn lại thì gen trẻ nó hoạt động mạnh hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ sau 100 ngày chúng ta chỉ dài 8 ngày thì có tuyệt vời không ạ? Yes. Nhưng mà không phải thế đâu. Mọi người nghĩ mà có tin được không ạ? Khó tin đúng không ạ? Mà còn khó tin hơn nữa cơ. Bởi vì không phải là dài đi 8 tuổi, mà với Thủy thì Thủy trẻ ra 8 tuổi. Chứ không phải là dài đi 8 tuổi đâu ạ. Tức là 4 năm trôi qua và Thủy cảm giác mình trẻ ra không phải là 8 tuổi mà 16 tuổi cơ. Ông nói là thực sự là cái trải nghiệm thực tế, và mình cũng đã được trải nghiệm những cái sản phẩm khác mang tính chất khoa học, và nó đã phá đổ những cái thành gọi là những cái dấu mốc của y học không nhận. Ví dụ như là một cái điều rất đơn giản thôi ạ, Thủy nói cái này là thực tế trải nghiệm để mọi người có thể thấy được tại sao mà Thủy tự tin đến như vậy. Một đứa trẻ sinh ra đời khi 2 tuổi thì chiều cao của nó chỉ và sẽ bằng 1/2 chiều cao lúc trưởng thành. Nghĩa là khi con mình lớn ấy ạ, ở tuổi trưởng thành thì tối đa nó chỉ cao gấp đôi chiều cao lúc 2 tuổi thôi ạ. Và con trai đầu của Thủy thì 2 tuổi Thủy đo được 83 cân. Và thế là bố mẹ sắp tâm là lo nhà lo cửa đi để sau cát lấy vợ, chứ 1m66 thời buổi này lấy vợ khó lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì đã là 1m76 rồi ạ, và cháu mới 20 tuổi. Thì điều đó chứng tỏ rằng là mình đã phá đổ được cái thành quả của khoa học, phải không ạ? Yes. Vâng, đó là kinh nghiệm, và kinh nghiệm là xương máu đấy ạ, không phải là dễ gì đạt được. Và bây giờ với Angel Love thì Thủy khẳng định không phải là 92 ngày trẻ 8 ngày già đâu ạ, mà có thể trẻ ngược lại tới 92 ngày luôn đấy ạ. Tuyệt vời ạ. Và đây ạ, đây là cái bản đồ gen đã được nghiên cứu và đánh giá. Với bản đồ gen trẻ thì màu xanh đây là cái đây ạ, đây là bản đồ của người trẻ đây ạ, đây là những cái gen già mà hoạt động kém ạ, còn đây gen trẻ hoạt động mạnh hơn ạ. Nhưng khi chúng ta về già thì sao ạ? Ngược lại hoàn toàn, đúng không ạ?
những gen già thì hoạt động rất mạnh và những gen trẻ thì lại hoạt động kém đi. Và với công nghệ Ezodoc thì chúng ta đã làm được cái việc đó là thiết lập lại biểu hiện của gen già. Mình không thể thay đổi được gen nhưng cái biểu hiện ra bên ngoài thì mình thiết lập lại tới 92%. Và đây là những bằng chứng thực tế á. Với những cái công nghệ đã tác động đến trạng thái cân bằng và đưa trên cái gen trẻ được trẻ trung hơn, thúc đẩy nó hoạt động tốt hơn. Những cái gen già lão hóa thì hoạt động kém đi. Và trên hình thì là sự biến đổi tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta nghĩ sao nếu như mà sau 4 năm sử dụng chúng ta chuyển từ hình ảnh bên này sang hình ảnh bên này ạ? Bây giờ đang phong trào fade out đúng không ạ? Trên Facebook thì tất cả mọi người đều post một cái ảnh lúc mà mình già như thế nào đi. Và quả thật là khi mà mình không có cái phần mềm đấy, mình không tải được về, mình nhờ cô bạn của mình làm hộ thì mình sợ quá mà mình giấu hộ cái ảnh ấy đi, mình không dám nhìn nó nữa, không dám đối mặt với nó nữa. Nhưng mà đấy cũng là một cái sự thức tỉnh đấy ạ. Nếu như mà mình nhìn thấy cái tương lai như thế nào thì mình sẽ có động lực để mình phấn đấu ạ. Và đây là động lực mà mình nghĩ là mình sẵn sàng có thể phấn đấu vì nó. Và đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái nhận thức của Thủy với cái công nghệ trẻ hóa và giúp mọi người trẻ hóa bằng cách nào. Cảm ơn bác sĩ Tâm Thủy về phần đầu tiên. Vì là mình học chính y cho nên là mình lĩnh hội cái chia sẻ của bác sĩ Thủy rất là nhanh và mình có thể rút ngắn lại để cho mọi người hiểu ạ. Là bản thân cái gen của chúng ta thì theo quá trình già đi ạ thì cái gen chúng ta không thay đổi nhưng mà cái hoạt động của gen của chúng ta thay đổi, mọi người đồng ý không ạ? Và cái công nghệ Ezodoc là giúp cho hoạt động gen của chúng ta quay trở lại cái hoạt động của thời khi mà chúng ta còn trẻ, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Trong khi các sản phẩm ở ngoài kia thì không làm được điều đó. Và cái lý do mình muốn kể lại cái câu chuyện trước đây để cho mọi người, tại vì có một số các anh chị vào sau và một số các anh chị nghe chia sẻ của bác sĩ Tâm Thủy thì chưa rõ. Mình với Thủy thì học với nhau từ cấp 3 ở trường Amsterdam và lúc đó là đôi bạn thân thiết, thì nó gọi là số 10. Vì hồi đấy Thủy rất là mignon, mình thì lại thấp và béo. Mình là một cái cô gọi là cô vịt xấu xí ở trong lớp ạ. Và Thủy rất là tự tin về thứ nhất là về vóc dáng cũng như là về làn da và rất là xinh đẹp. Nhưng mà sau khi mà ra trường học y xong thì chúng mình không gặp nhau nữa, chồng con thì không gặp nhau nữa. Và sau 25 năm ngày kỷ niệm của trường Amsterdam thì thực sự là thấy mình đến lớp ạ, thì thấy là Thủy cũng như rất là nhiều người là cảm thấy là hình như là không thân thiện với mình. Tức là mọi người cứ né né, tức là nói chuyện nhưng mà không cứ né né. Và cô bạn hình như là sốt ruột quá, sau khi chụp ảnh xong hết rồi đi ra ghé tai nói là không nói, không phải hỏi câu đấy đâu ạ. Hỏi câu đấy là hơi bị thô, nói là thằng Yên nó có hỏi tớ là Thúy có ngọt cằm không. Thì mình đứng lên gọi là thằng Yên đâu ra đây. Vì thằng Yên ấy trong lớp có 3 bạn con trai thôi và mình được may mắn là ngồi cạnh cái thằng Yên đấy 2 năm liền. Mà nó còn sau khi ra trường mà nó lại còn không dám hỏi mình mà nó hỏi Tăng Thủy là mình có ngọt cằm không. Mình bảo thằng Yên ra đây, cả Thủy đây, sờ xem có ngọt chỗ nào không. Tại vì ngày xưa là mình biết mình rất là dễ. Và sau này mình cái cằm của mình nó ngọt tại vì mình là có hưu chữ điền. Và thực sự là sau bao nhiêu năm mình làm cái công việc kinh doanh này, mình nói chuyện với bạn mình không có xi nhê gì. Và chỉ khi cái ngày hội lớp như vậy thì vì là mọi người hình dung ạ, cái gato ấy ạ, trước đây là xinh đẹp tỏa sáng hơn Thúy đúng không ạ, và lúc đó đi hội lớp là bị dìm rồi. Và sau đó là về tự liên lạc hỏi là thế nếu mà không thẩm mỹ thì làm cái gì. Và lúc đó bạn ấy mở lòng và khi mình chia sẻ thì bạn ấy phát hiện ra là 6 năm trước là bạn đi Đài Loan và chính người thầy của bạn ấy là cái người mà đã chia sẻ công nghệ Ezodoc nhưng mà bạn cũng để ngoài tai. Và chỉ khi thấy cái nhân chứng sống bên cạnh bạn ấy và rất là may mắn là ngày hôm nay thì sau 4 năm bạn đồng hành thì hôm nay bạn lại tỏa sáng hơn mình đúng không ạ? Và chúng mình hãy dành một tràng vỗ tay nữa. Rất là tuyệt vời. Câu hỏi thứ hai mà mình muốn nhờ Đăng Thủy là khi mà mình nhắc đến giải pháp trẻ hóa thì hầu hết chúng ta ở đây cũng như rất nhiều các anh chị ngoài kia thì thường là quan tâm, tức là thường nghĩ đến cái giải pháp từ bên ngoài đúng không ạ? Nói đến trẻ và đẹp thì ai cũng đổ xô ra là đi tìm cái gì ạ? Cái gì đấy bôi bôi chát chát đúng không anh chị? Và rất ít người quan tâm đến giải pháp tận gốc từ bên trong và cũng ít người mà đánh giá được cái mức độ quan trọng từ cái việc mà làm trẻ hóa bên trong. Thì theo quan điểm của bác sĩ Thủy, cũng vừa làm đẹp rồi cũng là chăm sóc sức khỏe rất nhiều thứ, thì cái việc mà trẻ hóa từ bên trong thì nó có quan trọng hay là chỉ cần tập trung bên trong không, hay là bên ngoài không, hay là cái gì thì quan trọng trong hai cái giải pháp này?
Thực sự là câu hỏi này có lẽ rằng là nói nhiều bác sĩ trả lời nó hơi quá tầm. Có lẽ là mọi người cũng hiểu vấn đề đúng không ạ? Cái gì là gốc thì nó sẽ bền, còn cái gì chỉ là bên ngoài, những cái quả đất thì nó chỉ là mang tính thời điểm thôi. Tất nhiên là phụ nữ thì ai ra đường cũng muốn là mình đẹp hơn đúng không ạ? Rất là sốt ruột với cái việc là làm thế nào để đẹp nhanh chóng. Thế nên là cái việc bảo là đừng làm đẹp bên ngoài mà chỉ chú trọng vào bên trong thôi nha, thì có lẽ rằng là không phải đâu ạ. Thế nhưng mà cả hai nên đồng hành thì nó sẽ là hiệu quả và nó sẽ là lâu bền. Đó thì với chị thì trước đây cũng nói thật là phụ nữ nhưng mà gái Hà Nội hẳn hoi, nhưng mà quả thật là quan tâm đến việc quả lớp bên ngoài là rất ít, mà chỉ quan tâm đến thay đổi từ bên trong. Nhưng mà đến cái thời điểm thì có lẽ là quả lớp bên ngoài nó cũng không thể đáp ứng được nữa rồi, và lúc đấy thì mình nghĩ đến là dùng các cái giải pháp cải thiện cả trong lẫn ngoài để giúp mình kéo lại tuổi tác và giúp mình giữ lại được cái hình ảnh của mình lúc mình xuân trẻ như thế nào. Tóm lại thì với câu trả lời của bác sĩ Giang Thủy cũng như là cá nhân Thúy cũng làm học ngành y và mình làm rất nhiều năm trong lĩnh vực làm đẹp, và bản thân cá nhân mình ngày xưa mình cũng đỡ đầu trong một chuỗi spa, thì thực sự là nếu mà chúng ta đã quan tâm đến thực sự về trẻ đẹp thì chúng ta phải nên kết hợp cả hai ạ. Nếu mà chỉ bên bên ngoài không thì không ổn, nhưng nếu mà chỉ bên trong không ấy thì cũng không đem đến hiệu quả 100%. Cho nên là nếu mà cả hai thì rất là ổn. Và cũng đáp ứng cái điều này, mọi người sẽ đặt ra câu hỏi cho chị cái slide. Mọi người cũng đặt ra một cái câu hỏi là ô vậy thì liệu cái công nghệ trẻ hóa của Nu Skin ấy thì nó có đáp ứng được cả hai cái điều này hay không, thì chúng ta không phải lo lắng ạ. Nu Skin là những cái bậc thầy trong nhà khoa học và nghiên cứu thị trường, cho nên là cái công nghệ Agelux này đã được ứng dụng vào những cái sản phẩm và những cái thiết bị làm đẹp cá nhân hóa tại nhà. Và chúng ta đã được nghe trong một buổi chương trình buổi thứ ba tuần trước về ba cái thiết bị rất là tuyệt vời, ba cái thiết bị tiêu biểu để làm đẹp trẻ hóa từ bên ngoài. Nhưng mà đó là chủ đề của tuần trước ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta đi vào cái giải pháp từ bên trong, mọi người đồng ý không ạ? Và nếu mà ai muốn quan tâm đến ba cái thiết bị này thì có thể nói với những anh chị mời các bạn đến đây, hoặc là chúng ta sẽ chờ đợi đón chờ cái buổi này một lần nữa, được không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giải pháp bên trong. Thì nhắc đến giải pháp bên trong của để trẻ hóa từ bên trong thì thực sự Nu Skin có rất nhiều các anh chị ạ, rất nhiều luôn. Cho nên các anh chị ở đây hoàn toàn những cái hy vọng và những cái ước muốn của mọi người thì hoàn toàn có cơ sở để thỏa đáng. Tuy nhiên ấy, khi nhắc đến giải pháp trẻ hóa từ bên trong thì không thể không nhắc đến một cái cặp đôi, người ta gọi là cặp đôi trẻ hóa tận gốc từ bên trong của Nu Skin, có tên là Agelux Wideband và Agelux R2. Vậy thì những cái nét khái quát hoặc là những cái nhận xét sơ bộ về cái cặp đôi này như thế nào thì chị có thể cho mọi người một chút thông tin. Vâng, nói đến cái cặp đôi trẻ hóa này thì thực sự là mọi người ngồi đây hôm nay là rất may mắn. Khi mà Tăng Thủy tiếp cận với Nu Skin, được trải nghiệm các sản phẩm của Nu Skin thì chưa có cặp đôi này, và chỉ có một sản phẩm thôi. Đương nhiên là cái gì đã tốt mà đã có người dùng thành công thì mình không tội gì mà không dùng, đúng không ạ? Và đầu tiên là Tăng Thủy trải nghiệm R2, sự trẻ hóa mình thấy rõ rệt và nó cải thiện từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng năm. Nhưng rất may mắn là sau đó thì có Wideband, và khi đó sự phát huy tác dụng của cặp đôi này hết sức là mạng mục, và cái sự trải nghiệm đó cho Thủy cảm nhận và thấy rằng là thực sự đây là một đôi hoàn hảo để mang lại sự trẻ hóa. Mọi người nghe cái từ cặp đôi hoàn hảo, mọi người thấy thế nào ạ? Chúng ta đã sẵn sàng mở lòng để đón nghe hoàn hảo nó như thế nào chưa ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì sẽ nhờ bác sĩ Tăng Thủy bật mí những cái công năng tính dục cũng như là những cái mà tức là cũng sơ bộ thôi, đừng hàn lâm quá về cái sản phẩm Agelux R2 để cho mọi người ở đây có thể biết sơ qua, tức là chúng ta là những người bình thường đúng không ạ, những người không hàn lâm mà vẫn có thể nắm được về cái tính năng cũng như là cái ưu điểm nổi trội của cái sản phẩm R2. Vâng, nói đến không hàn lâm là một điều khó khăn với bác sĩ đấy, bởi vì máu nghề nghiệp mà nhiều khi là cứ có cái kiến thức gì là cứ muốn chia sẻ cho bạn hết. Thế nhưng mà quả thật là với những cái sản phẩm phải nói là không phải là hàn lâm mà là quá hàn lâm như thế này thì làm thế nào để mọi người hiểu cơ bản về nó, đấy là mấy lần quan trọng. Đây là những cái tác dụng và cái cách thức để Nu Skin làm trẻ hóa. Như vừa nói trên đấy ạ, tức là những cái dấu hiệu triệu chứng như bên ngoài thì cũng có rất nhiều các cái sản phẩm tác động đến, và Nu Skin thì đã đánh vào bên trong của vấn đề, có nghĩa là vào tận nhân tế bào đúng không ạ, vào ADN và vào gen và giúp cho cải thiện. Vậy thì cái cơ chế trẻ hóa ở đây thì nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề làm sạch thải độc, và thứ hai là vấn đề cung cấp năng lượng cho tế bào. Thì trên thị trường thì cũng có rất là nhiều các cái giải pháp, và thực sự là hôm qua Tăng Thủy rất là choáng khi được nghe chia sẻ một cái giải pháp là làm sạch đường ruột bằng cà phê đấy ạ.
thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp mà con người thì luôn luôn đi tìm kiếm mà, và cứ cái giải pháp nào mới thì làm vậy, nhưng mà hoàn toàn là không có cơ chế khoa học nào để giải thích điều đó cả. Cũng như là cái việc gia tăng năng lực của tế bào, chúng ta uống Red Bull đúng không ạ, chúng ta uống các cái nước tăng lực ở ngoài kia, đúng là chúng ta thấy khỏe hơn đúng không ạ, nhưng chỉ lúc nhắc thôi, và sau đó thì đâu lại về đấy, thì nó là cái giải pháp hoàn toàn là cái bề mặt, hoàn toàn là khắc phục cái triệu chứng thôi. Còn đi vào tận gốc vấn đề thì cái việc giúp cho tăng cường năng lượng cho tế bào và thải độc cho tế bào từ bên trong, đấy mới là vấn đề then chốt. Và theo cái vòng xoắn thì tức là nếu như cái việc suy giảm năng lượng tế bào thì sẽ làm cho cái quá trình thải độc của tế bào càng kém, và càng kém thì năng lượng càng suy giảm thì lại thải độc cũng lại kém theo, và cứ như vậy nó vòng thành vòng xoắn bệnh lý, và nó làm mất đi cái cảm giác trẻ trung, cái sự cảm nhận trẻ trung trong cơ thể của mỗi người. Và cái tế bào của chúng ta sẵn có khi mà trẻ thì là có cái hệ thống thải độc tế bào, và cái hệ thống ấy nó hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà độc tố nội sinh cũng như độc tố ngoại sinh cứ tích tụ lại, thì khi tuổi trẻ cái mức độ tích tụ nó ít hơn đúng không ạ, còn khi chúng ta có tuổi thì rõ ràng là độc tố càng ngày càng tích tụ nhiều hơn, nhưng bên trong thì hệ thống thải độc của tế bào nó lại giảm tác dụng. Vậy thì đấy là cái cơ chế sinh lý bình thường của một con người khi mà có sự lão hóa. Thế và ở đây thì khoa học Blue Skin đã dùng công nghệ Azelux để tập trung vào chuyển biến cái cơ chế tác động, làm sao tập trung vào cái nhóm gen trẻ đấy ạ, để giúp cho tăng năng lượng tế bào và tăng cái quá trình thải độc. Vậy là hai cái cơ chế để làm giảm sự trẻ trung của chúng ta thì đều được khắc phục đúng không ạ, và khắc phục tận gốc, chính vì vậy mà mang lại cho chúng ta cái cảm giác trẻ trung. Đây là sự hồi phục và nạp năng lượng, đơn giản là như vậy thôi ạ. Đấy là cơ chế chung của cơ chế trẻ hóa. Với cái sản phẩm R2 thì chúng ta hiểu nó là một sản phẩm thanh lọc rất mạnh. Đầu tiên khi mà được sử dụng R2 thì Tăng Thủy thấy rằng là cái bản đồ gen ấy ạ, nói 92% gen chúng ta được trẻ lại như hồi thanh niên, thì cái điều đó là thuyết phục hoàn toàn. Chỉ thế là dùng thôi ạ. Và chỉ có 3 ngày sử dụng xong thì Tăng Thủy thấy rằng là mình năng lượng tràn đầy. Và lúc đó thì đúng thời điểm Tăng Thủy đi học chuyên 2. Và đến lớp thì thay vào cái việc là thường xuyên mang tiếng mắt ạ, lúc nào cũng hay ngủ gật ạ. Nhưng mà khi đến lớp dùng R2 thì không còn ngủ gật nữa. Đó là cái điều mà Tăng Thủy cảm nhận là nó rõ ràng là cái sự trẻ trung, cái năng lượng tạo cho mình để mình có thể tập trung hơn, kể cả về trí não cũng như là về thể lực. Thế và một điều đặc biệt nữa ạ, với R2 thì cái sự trẻ trung mọi người vẫn nói là với phụ nữ thì phải đi từ gốc đúng không ạ? Có lẽ là vấn đề nội tiết tố là vấn đề quyết định. Và hồi cái tuổi lúc đó là 42 tuổi bắt đầu đi học chuyên 2 thì các cái biểu hiện lão hóa với cái da, với cái sắc diện cũng như là với cái hoạt động sinh lý là mình cũng đã thấy có cái tuổi tác nó đánh dấu ở đấy rồi. Thế nhưng mà khi sử dụng R2 thì những cái đó nó được thay đổi rất là nhanh chóng, và đó là những cái cơ bản nhất mà mình thấy khi sử dụng R2. Và sau đó thì thôi, 92% nó là cái gì, máu nghề nghiệp nổi lên thì là phải nghiên cứu đúng không ạ? Và cái việc nghiên cứu này chúng ta thấy, mình thấy rằng nó đánh vào có năng lượng là bởi vì cái cơ quan tạo năng lượng cho mỗi một tế bào nó được hoạt động tối đa, đơn giản thế thôi ạ. Cung cấp oxy cho tế bào là một chuyện, nhưng vấn đề chuyển oxy đó để cho tế bào hoạt động thì lại phải cần có một cái cơ chế, và cơ chế đánh vào tận gốc đấy là ATP. Nó là sản phẩm cung cấp năng lượng cho mỗi cái ti lạc thể, cho mỗi một nhân tế bào, và từ nhân tế bào khỏe thì hoạt động của tế bào khỏe và cả cơ thể khỏe. Nên là cứ nói tại sao có những người dùng R2, mỗi người có một biểu hiện khác nhau ạ. Tăng Thủy thì chống buồn ngủ, nhưng có những người thì không ngủ được, và uống R2 vào thì ngủ ngon ạ. Thì đấy là chỉ bởi vì cái cơ chế tạo năng lượng cách cân bằng thôi ạ. Và cơ thể sẽ tự khắc phục những cái yếu tố bất cân bằng trong cơ thể. Việc thanh lọc thì sao ạ? Ở các cái chất thải bản thân trong cơ thể của mình, nếu không làm gì nằm ở chỗ, cơ thể vẫn mắc độc ạ. Không phải độc tố là do bầu không khí bên ngoài đơn thuần như thế đâu ạ, mà cơ thể của mình vẫn đang chuyển hóa. Những cái hoạt động thông thường để duy trì hoạt động cho sức khỏe thì nó tạo ra những cái cấu trúc thừa và phải thải ra ngoài. Ví dụ như là chúng ta hoạt động nhiều đúng không ạ, chúng ta hay bị sụt rút đúng không ạ, thì đấy là cái biểu hiện là ứ động axit lactic trong cái quá trình chuyển hóa thông thường thôi. Nếu như chúng ta không thải được nó ra thì nó sẽ làm gây co cơ và gây lên cái sụt rút đó. Vậy thì đấy là những cái biểu hiện nội độc tố mà tự cơ thể chúng ta sinh ra, còn rất nhiều các cái chất khác mà bây giờ các cái gốc oxy hóa mọi người vẫn nói đến đấy là cái vật chuyển hóa tự nhiên trong cơ thể nó tự tạo ra. Và những cái mà cơ chế sửa chữa cấu trúc, bảo vệ cấu trúc và loại bỏ những cái chất đó thì đấy là cái cơ chế thanh thải của tế bào. Nhưng cơ thể của chúng ta thì càng ngày nó cơ chế nó càng kém đi, và với sản phẩm R2 thì nó lại giúp giảm được cái vấn tăng cường được cái vấn đề thải độc. Với cái thành phần thì tuyệt vời, nếu mà nói ở đây thành phần thì tất là không phải bác sĩ đông y đâu, mà dân mình cũng biết đấy ạ, nghe nói đến đông trùng hạ thảo đúng không ạ, nhân sâm đúng không ạ, là những cái sản phẩm trước nay ông cha ta vẫn nói rằng là tuyệt vời cho vấn đề sức khỏe, hồi phục sức khỏe.
và cái sản phẩm chống oxy hóa cũng rất là quen thuộc, nhưng mà ai cũng biết đấy là quả lịm đúng không ạ? Thế nhưng mà cái chất lượng của nó với một cái hàm lượng chiết xuất trong những cái viên mà được hàm lượng cao như thế này thì phải có công nghệ mới dùng được ạ. Chúng ta dùng nhân sâm đúng không ạ, để người gần đất xa trời chỉ một tí nhân sâm thôi vào là hồi tỉnh đúng không ạ, gọi là người ta gọi là cái hiện tượng hồi quang phản chiếu đấy, thậm chí là có thể tỉnh lại và nói với con cháu vài điều sau đó mới lại chút hơi thở cuối cùng đúng không ạ. Nhưng mà với một cái hàm lượng nhân sâm và với cái 17mg trong một viên như thế này thì nó giúp cho chúng ta có được một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Nhưng nếu như mà cứ hồi quang phản chiếu suốt như thế thì sao ạ, rất là nguy hiểm đúng không ạ. Nhưng công nghệ ở đây rất tuyệt vời, nó là những cái gì mà nó mang tính chất hồi quang phản chiếu thì nó không có trong cái viên này đâu. Nó chỉ có khả năng cung cấp năng lượng giúp cho chính khí cơ thể của mình được nâng cao lên và làm cho cơ thể luôn luôn có một cái trạng thái là năng lượng tuyệt vời. Thì đấy là những cái công nghệ giúp cho cái thành phần tuy là quý hiếm nhưng mà phải khoa học thì mới ra được cái tác dụng như chúng ta mong muốn. Rồi hạt nho đúng không ạ, quả cam đỏ và hạt cải xanh toàn là những cái sản phẩm mà chúng ta vẫn đồn tay nhau là dùng thì rất là trẻ, nhưng đố ai mà ăn được 3kg hạt nho một lúc ấy, làm sao mà làm được cái việc đấy. Nhưng ở đây công nghệ có thể giúp chúng ta làm được việc đấy, và tất cả những cái thành phần này khi chiết xuất với một cái hàm lượng hợp lý khi mà đi với nhau thì được đánh giá nghiên cứu trên bản đồ gen người ạ. Không đơn thuần chỉ là thấy nghe tốt trộn vào nhau và dùng các cái công trình nghiên cứu khoa học đông y của Thủy thì đơn thuần là các cụ để lại một bài thuốc và mình dùng cho bệnh nhân thấy tốt thế là ok, chứ còn đây thì không ạ. Nghiên cứu trên gen là với hàm lượng thay đổi từng ly từng tí một và bao giờ ra được cái công thức tối ưu nhất, ra được cái công thức tối tuyệt vời nhất thì mới đưa ra thử nghiệm trên lâm sàng, tức là thử nghiệm trên con người, thì đó là cái công nghệ tuyệt vời của NuSkin. Và với cái công nghệ đó thì nó đưa lại những cái lợi ích, trời ơi nhìn cái lợi ích ở đây thì chắc là chóng mặt luôn đấy ạ. Nhưng mà đơn giản là sao ạ, đầu tiên cung cấp oxy cho chúng ta thở đúng không ạ, và tế bào thở đấy là quan trọng nhất. Thứ hai là cái hoạt động của lá lách, tức là cái tỳ của chúng ta đấy ạ. Ngày xưa các cụ nói rằng là gan to gan lớn thật thì giúp cho cái vấn đề thải độc cũng như là rất là quan trọng, thì cái này nó tăng cường cái cơ chế hoạt động. Rồi nữa là bảo vệ khỏi tác hại của thuốc. Trong cái việc dùng thuốc thì nó rất là hại thận, bởi vì hầu hết các thuốc là thải qua thận, thì ở đây lại tăng cường cái cơ chế bảo vệ thận khỏi cái tác hại của thuốc thì quá tuyệt vời đúng không ạ. Với những cái bệnh lý chúng ta đang phải uống rất nhiều thuốc hàng ngày, bệnh nhân của Thủy thì tiểu đường 50 hát thì không dưới 10 là thuốc một ngày đâu ạ, khủng khiếp lắm. Nhưng giữ cho cái thận nó không bị tổn thương do các loại thuốc đó thì đây là một trong những cái cơ chế tuyệt vời. Ngoài ra thì lại hỗ trợ phục hồi gan ạ, với những bệnh nhân viêm gan, sơ gan hoặc là dùng thuốc mà gây độc cho gan thì cũng có tác dụng hồi phục rất là tốt. Rồi các cái triệu chứng liên quan đến hô hấp như là viêm phế quản mãn hen thì tuyệt vời lắm ạ. Thủy đã có những cái bệnh nhân hen 30 năm điều trị cứ đến hẹn lại lên đến mùa lại gọi đấy ạ. Thế nhưng bây giờ thì không thể gọi bác sĩ nữa ạ, bởi vì là dùng cái lơ này rồi. Thì đó là những cái mà quả thật là kết quả rất là tuyệt vời. Ngoài ra nữa thì cơ chế về tim mạch thì lại cực kỳ là đáng yêu đối với sản phẩm này, bởi vì nói bình thường ra mà bệnh nhân tim mạch mà có cái gì hỗ trợ được thì quý lắm. Thế thì R2 lại cung cấp cái tác dụng tích cực đối với bệnh nhân tổn thương sơ vỡ động mạch. Sơ vỡ động mạch là cái nguyên nhân gây nên tất cả các dạng tai biến của bệnh tăng huyết áp, suy tim này, tai biến mạch máu não này, rồi là nhồi máu cơ tim này, đều là do cái mạch máu nó bị sơ vỡ. Và nếu như khắc phục được cái cơ chế này thì rất là tuyệt đúng không ạ. Chúng ta không thể thay thế thuốc nhưng chúng ta hỗ trợ giúp cho thuốc phát huy tác dụng và không độc cho cơ thể, ngoài ra lại giúp cơ thể có cơ chế tự bảo vệ thì quá tuyệt vời đúng không ạ. Hỗ trợ tim mạch như suy tim sung huyết đó, thì đấy là những cái về hệ tim mạch là ưu tiên số 1. Ngoài ra thì cái việc gia tăng về hệ miễn dịch, giảm các phản ứng viêm thì đấy là những cái mà rất là tuyệt vời trên những bệnh nhân mình vừa mới nói là hen và viêm phế quản đấy, thì cái này nó là cái cơ chế giúp cải thiện được vấn đề tận gốc, bảo vệ cơ thể đối với phóng xạ. Thực ra nói phóng xạ thì nghe nó ghê gớm thôi, nhưng mà thực tế là chúng ta đang đối mặt với nó hàng ngày đấy ạ. Trong cuộc sống với ánh sáng bên ngoài, với môi trường thì cái bầu ozone nó bảo vệ khí quyển nó không còn được phát huy tác dụng nữa, và chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những vấn đề đó. Rồi có tác dụng phòng ngừa ung thư, cái này thì phải dừng lại ở đây ạ. Nghe phòng ngừa ung thư thì quả thật là câu hỏi sẽ là làm thế nào để phòng ngừa được đúng không ạ. Chúng ta có một cái máy đo rất là tuyệt vời ở đây, chúng ta có thể đánh giá được. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm và chúng ta nâng được cái chỉ số chống oxy hóa của mình lên thì khả năng phòng bệnh với ung thư là rõ rệt. Và các nhà khoa học đã nghiên cứu, nếu chỉ số tới 75.000 thì chúng ta miễn nhiễm với ung thư. Điều đó có tuyệt vời không ạ? Yes. Và tăng tỷ của năm cố gắng phấn đấu. Đến giờ này thì lên được 54.000 rồi. Nhưng mà có những người ở đây đã dùng mà lên đến 84.000 thì điều ấy là quá tuyệt vời đúng không ạ? Thôi, bác sĩ ung thư chuẩn bị xét hết rồi.
một số rồi. Và đó là những cái cơ chế đối với cái bệnh mãn tính. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cái sự biểu hiện của gen. Đây là nói đến cái vấn đề trẻ hóa đấy ạ. Tại sao lại tốt? Bởi vì nó thanh lọc được độc tố, nó giảm được căng thẳng, oxy hóa và đáp ứng viêm nữa. Bên cạnh đó giúp tăng cường chống lại các cái thiệt hại từ chất độc bên ngoài vào cơ thể của chúng ta và giúp cơ thể thải độc, đáp ứng căng thẳng và ngăn ngừa lão hóa. Chừng đấy tác dụng uống một viên thuốc thì nó quá là tuyệt vời. Và chính vì thế mà người ta không nói là điều trị bất kể một bệnh nào cả. Nó chỉ hỗ trợ cơ thể trong cái cơ chế vận hành làm sao đưa được cái tầng tối ưu nhất của sức khỏe chính mình. Và như vậy thì chúng ta tự phòng chống bệnh tật chứ không phải là để chữa bất kể bệnh nào. Và đấy là những cái cơ sở trên cái bản đồ gen đã phát huy tối đa cái tác dụng và khi mà nghiên cứu một cái sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe. Và với tâm thủy thì nói thật rằng là không bao giờ xa rời với đối hai đâu ạ. Và chỉ khi tâm thủy sử dụng chỉ có một tháng sau thì cái ông bác sĩ cùng nhà ngủ cùng giường với ông ấy đòi dùng cùng ạ. Nên rất là mệt đấy ạ. Sau khi mà nghe những chia sẻ và những hiểu biết của bác sĩ tâm thủy về sản phẩm R2, các anh chị ngồi dưới thấy sao? Rất tuyệt vời. Thì thực sự các anh chị đang ngồi đây là các anh chị đang có một cái sự may mắn rất là đặc biệt may mắn ạ. À, bởi vì cái ngày đầu tiên mà Thúy làm kinh doanh với Nu Skin ấy, lúc đó nó chỉ có sản phẩm là Vitality là lọ ngày thôi ạ. R2 là một cặp này đúng không ạ? Và lúc đó chỉ có lọ ngày thôi và mình đã uống cái lọ ngày từ cái ngày mà mình bắt đầu làm. Và sau đó 2 năm thì công ty mới cho ra đời cặp Agelux R2, tức là cho thêm ra một cái lọ đêm để tăng cường cái khả năng thải độc của cơ thể mọi người ạ. Và lúc này thì Thúy cũng bắt đầu được dùng R2, hồi xưa nó chỉ có ở Hàn Quốc thôi. Và lúc Tăng Thủy biết đến cái công việc này, đến với Thúy thì cũng đã có sản phẩm R2 rồi. Nghĩa là trước đây đã không có các anh chị và bây giờ chúng ta có. Và Thúy thì là bác sĩ thì chắc là Tăng Thủy sẽ bị rất nhiều bệnh nhân đến bắt đền vì yếu đúng không anh chị? Đến vì yếu ạ, vì bệnh ạ. Nhưng mà Thúy và các anh chị làm kinh doanh ở đây thì luôn luôn bị mọi người đến bắt đền vì khỏe. Đặc biệt là nếu mà hai vợ chồng dùng ấy thì tức là vợ đến để dùng hoặc chồng đến để dùng ấy, thì luôn luôn bị một người bên cạnh mà chưa được dùng là bắt đền đòi dùng. Tại vì khỏe thì nó phải cân bằng đúng không anh chị? Không thể một mình khỏe được, có một người cười kìa. Rất nhiều người cười bởi vì đằng sau cái R2, cái hiệu quả của R2 là vì các mọi người biết là một trong những, ngoài cái việc là trẻ hóa về năng lượng hay rất nhiều thứ thì ở đây nó có một cái chức năng gọi là trẻ hóa về sinh lý ạ. Sinh lý ở đây thì mọi người đừng có nghĩ phụ nữ các anh chị nhá. Các anh chị anh nam thì có sinh lý không ạ? Có ạ. Đúng ạ. Vì chính vì cái việc trẻ về sinh lý, tức là chức năng sinh lý, tức là về hỗ trợ như vậy cho nên là nó đem đến những cái mà rất rõ nét, phải nói là rất rõ nét khi sử dụng mọi người ạ. Vậy thì sản phẩm R2 là sản phẩm được nhắc đến đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Thì mọi người nghĩ là cái sản phẩm tiếp theo nó tuyệt vời hơn hay là nó bằng bằng ạ? Chắc chắn những cái gì tuyệt vời sẽ được nói sau ạ. Bây giờ thì nhờ Tăng Thủy còn ít phút của Tăng Thủy nữa thì Tăng Thủy có thể chia sẻ về sản phẩm Wildberry được không? Đấy, cái điều tuyệt vời nói sau là ít phút thì khó quá thôi. Nhưng mà không sao ạ, bởi vì là cái sản phẩm ra trước mà nó còn tuyệt vời thế thì sản phẩm sau nó phải ưu việt hơn, nó phải tuyệt vời hơn rất nhiều đúng không ạ? Với hơn 40 chiếc gen được thay đổi với R2 thì với Wildberry sao ạ? Con số nó sẽ khủng luôn ạ. Hơn 1.000 chiếc gen được thay đổi ạ. Thế thì nó sẽ như thế nào ạ? Vâng ạ, nó từ đầu đến chân là từ ngóc ngách trong cơ thể nó cũng được cải thiện ạ. Và thực sự là khi mà Wildberry về Việt Nam thì Tăng Thủy vinh dự được dự cái buổi chia sẻ của khoa học gia Thùy Trinh. Thực sự là cô nói một câu mà mình nếu mà không dùng R2 rồi thì có lẽ mình sẽ phải là câu hỏi rất là lớn. Cô nói rằng khi Wildberry ra đời, Nu Skin công bố với toàn thế giới là cha đẻ của các loại thực phẩm chức năng. Và không phải gì dễ gì để các công ty khác người ta để cho Nu Skin muốn nói gì thì nói đâu ạ. Nếu anh không có bằng chứng, anh không có những nghiên cứu khoa học, anh không có sự đánh giá, không có sự công nhận thì không bao giờ người ta để yên cả. Và điều đó làm Tăng Thủy hoàn toàn thuyết phục. Vì mình đã nhìn thấy cái bản đồ gen của R2 rồi đúng không ạ? Bây giờ nhìn thấy bản đồ gen của Wildberry thì còn tuyệt vời hơn nữa. Tức là người ta trong cái lần đó thì Tăng Thủy được nhìn thấy có ba cái bản đồ gen. Một là của người già sống ở bên ngoài. Một là của một người cũng tuổi già nhưng trong một cái môi trường lý tưởng như là trong phòng thí nghiệm ấy ạ. Không khí trong lành, đồ ăn khoa học, tất cả mọi thứ sinh hoạt như là một người máy theo quy trình. Thì hai cái bản đồ nó khác hẳn nhau. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đấy nếu chúng ta được đặt trong một cái phòng thí nghiệm, được bảo vệ bởi tất cả những yếu tố tối ưu nhất.
cung cấp tất cả những yếu tố khoa học nhất thì chúng ta có thể làm được điều đó. Nhưng chỉ với Wisepan ném chúng ta ra ngoài kia và chúng ta được những cái người trong phòng thí nghiệm, có thể không ạ? Yes. Mình thì không thể chui vào trong phòng thí nghiệm được, nhưng mình muốn được những cái người trong phòng thí nghiệm thì làm sao ạ? Dùng Wisepan thế thôi. Đó là cái lý do để Giang Thủy bắt tay vào sử dụng. Nhưng mà thực sự là nghề nghiệp mà, bác sĩ mà, nên là dùng cái gì phải biết là nó tốt cho cái gì không. Thế nên là cũng rất là hơi bất bí tí, Giang Thủy dừng được hai lại và dùng mỗi Wisepan thôi. Và phải thấy cái trải nghiệm của mình tuyệt vời. Từng tuần một, từng tháng một, mọi người nhìn vào và mọi người hỏi ngay là có cái gì thay đổi về ăn kiêng mà hay thế nọ thế kia, bởi vì sự thay đổi vóc dáng à. Cái điều mà mình ngạc nhiên lắm, bởi vì trong cái tác dụng của Wisepan thì chẳng nói gì đến cả, nhưng mà thực sự là khi cơ thể của mình nó được trẻ trung từ đầu đến chân, tất cả các cái bộ phận nó trở về hoạt động tối ưu, thì có lẽ mình mới trở về cái tuổi trẻ nhanh nhất và người trẻ đang nghỉ đầy. Thế nên là có lẽ vì thế mà nó sẽ làm cho mình trẻ hơn, đầy hơn. À, và đó là cái việc cơ chế tác động của Wisepan với cái tuổi xuân một cách toàn diện như Tăng Thủy nói đấy ạ. Người ta chỉ nói mỗi một câu thế thôi thì mình có hiểu được vấn đề. Bên ngoài thì tác động lão hóa từ môi trường đưa vào chúng ta cũng biết đúng không ạ? Mặt trời, khói thuốc, chất độc trong không khí, trong nước uống, trong thức ăn, rồi các stress, các cái lo lắng trong cuộc sống thì cũng ảnh hưởng yếu tố độc với tế bào đối với cơ thể. Nhưng mà bên trong cơ thể thì nó quá trình lão hóa hộp vào, tức là như các cái sản phẩm chuyển hóa vừa rồi Tăng Thủy đã nói, thì nó đồng thời hai cơ chế cùng tác động lên làm tế bào chúng ta già đi. Và biểu hiện gen tích cực từ Wisepan là nó làm cho các cái biểu hiện gen này chống lại cái cơ chế già đi nó, và biểu hiện là duy trì tuổi xuân một cách toàn diện. Nó không phải chỉ mỗi trí não, thể lực và nội tiết như là R2 đúng không ạ, mà đây là toàn diện và hơn 1.000 chiếc gen được cải thiện. Chúng ta trẻ ra và với cái cơ thể trên hình ảnh kia là đủ, chúng ta thấy được là tại sao người ta đưa lên đúng không ạ? Vì cái sắc diện bên ngoài là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Tuổi xuân đưa lại toàn diện. Ngoài ra thì việc phát triển về các cái kiến thức là biểu hiện gen thì đưa lại những cái sản phẩm giúp cho cái sự lão hóa lành mạnh, và cái công thức hỗn hợp độc quyền chỉ có Nuskin có. Thì cái này phải nói rằng là nếu như chúng ta hàng ngày có được con cái quan tâm mua cho tất cả các loại ngoài kia những cái thức ăn bổ dưỡng nhất thì cũng không thể cung cấp được những cái nguyên liệu này, bởi vì nó không phải chỉ có từ cái thổ nhưỡng nơi chúng ta sống mà ở rất nhiều nơi khác nhau. Và cái nguyên liệu của Wisepan thì là rất là tuyệt vời. Với cái cơ chế chống lão hóa ở đây là đa cơ chế chứ không phải chỉ đi về một khía cạnh như là năng lượng tế bào hay là thải độc. Và đây là những cái cơ chế chống lão hóa của Wisepan, là thứ nhất là nó bảo vệ chống cái việc oxy hóa, thứ hai là giúp phản ứng căng thẳng của tế bào được giảm xuống, thứ ba là bảo vệ cái việc ADN của chúng ta bị biến đổi, cũng như là sửa chữa lại các ADN đã bị biến đổi. Thế cái đấy có tuyệt vời không ạ? Cái điều đấy thì R208 công bố tái tạo các cái tế bào và mô. Điều này thì phải nói rằng là hết sức được mặt bụng đối với những người ốm, mà khi sau cái lành bệnh mà dùng Wisepan thì cái việc đấy nó cải thiện rõ rệt. Điều hòa các quá trình trao đổi chất, đó là vấn đề cơ bản đấy ạ. Làm sao mà một người có thể thay đổi về vóc dáng thì dùng Wisepan, bởi vì cơ chế trao đổi chất nó cũng được tác động ạ. Thế và cân bằng phản ứng viêm, tất cả các cái sự lão hóa trong cơ thể đều xuất phát từ phản ứng viêm. Viêm trong mỗi tế bào, viêm ở bên ngoài các cái tổ chức, viêm ở các cái mạch máu, nó đều tạo nên sự lão hóa. Thì khi mà đáp ứng được cái cân bằng viêm này ạ, thì cơ thể sẽ tự chống được cái sự lão hóa. Và đấy là cái cơ chế hết sức là tuyệt vời. Và đây ạ, mỗi một cái cơ quan của chúng ta thì nó sẽ có những cái biểu hiện già đi ở mức độ khác nhau. Mặc dù tất cả cái cơ chế này tác động nhưng mà nó không giống nhau đúng không ạ? Có những nơi tập trung rất nhiều màu xanh, có nơi tập trung rất nhiều màu đỏ, có những nơi thì là màu vàng. Thế nhưng khi chúng ta cải thiện được cả 6 cơ chế này thì tất cả các cơ quan đều được cải thiện. Nó không giống như các cái sản phẩm đánh vào một số cơ quan tập trung. Và đó là ý nghĩa của cái quá trình duy trì tuổi xuân một cách toàn diện đấy ạ. Và đây, với cái sản phẩm của Wisepan, khi mà với cơ chế này, ngay cả với bộ não chúng ta thôi ạ, thì 6 cơ chế này cũng được phát huy tác dụng, cũng như là các cái cơ quan khác thì nó cũng được phát huy tác dụng như vậy. Và cuối cùng để mà có được cái tác động như thế là bởi vì cái thành phần tuyệt vời của Wisepan. Chúng ta biết là các cái viên thuốc ở ngoài kia chúng ta uống hoặc là dạng viên nén, hoặc là dạng viên con nhộng, hoặc là dạng viên nang, tức là có cái bào màng bao bằng da cá hoặc là các cái màng bao để nó có thể tan được, thì nó là dạng viên nang. Thế nhưng mà tuyệt vời của Wisepan ở đây là với cái cơ chế tác động, tất cả các cái thành phần chiết xuất ở dạng bột cũng như thành phần chiết xuất ở dạng dung dịch thì lại được hòa trộn trong một cái viên thuốc. Đấy là cái công nghệ ly cát tuyệt vời mà
phải nói rằng là tăng thủy hay đi cầm cái bên ở đây mà cố gắng lắp ráp để cho nó tan vào nhau, nhưng mà thực ra cái việc đấy là do phản xạ thôi ạ. Chứ còn công nghệ người ta đã nghiên cứu ra rồi, trong này có hai thành phần vừa nước vừa bột, nhưng khi uống vào cơ thể thì nó sẽ tối ưu tác dụng. Và với cái công nghệ ly cát này thì nó nâng cái tác dụng của Vimalpay lên. Và ví dụ mình nghe nói khi mà mình được trải nghiệm cái bên đầu tiên ấy, thì một ngày mình có thể ăn tới 3 kg vỏ nho ạ, hơn 10 kg vỏ cam quýt ạ. Thì có ai làm được cái điều đấy không ạ? Đấy hoàn toàn nhờ công nghệ thôi ạ. Nguyên liệu thì rất ok đúng không? Chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều nguyên liệu đó. Và thậm chí là bây giờ Lucy đang nhập nguyên liệu từ Việt Nam để sản xuất các sản phẩm của mình. Nhưng qua công nghệ và qua các cái cơ chế thì họ có thể làm sao để tối ưu cái tác dụng của nguyên liệu đó. Và đó là cái cách mà Lucy đưa được những sản phẩm tuyệt vời đối với cơ thể chúng ta. Và đây ạ, nếu như thức ăn của chúng ta mỗi ngày chúng ta bay ở một nước, hôm nay ở Alaska, mai ở Pháp, ngày kia thì ở Nhật Bản đúng không ạ? Thì cố gắng thì trong một tuần chúng ta cũng có đầy đủ nguyên liệu trong người. Và cứ chạy một tuần vòng quanh thế giới đấy thì chúng ta cũng có được cái nguyên liệu này trong người. Nhưng mà nhớ là phải ăn được 3 kg vỏ nho nhé, chứ không phải là uống một viên đấy không. Và đấy là cái chìa khóa vấn đề làm sao 10 kg vỏ cam này nó vào trong người mình được, để giúp cho mình có thể trẻ lại. Làm được điều đấy thì không cần phải uống viên này. À đây ạ, liều được chính xác đồng nhất khi mà các cái thành phần tối ưu được chiết xuất trong một cái viên thuốc với công nghệ khoa học tuyệt vời, và nó sẽ giúp tác dụng đụng lên cơ thể. Và nhớ là phải đủ liều ạ, 2 lần mỗi ngày ạ, chứ không một ngày chạy ở Nhật, một ngày chạy ở Pháp, một ngày chạy ở Peru thì cũng không đủ 2 lần mỗi ngày, một tuần thì được 2 lần thôi ạ. Vâng, đó là cái cách mà làm cho chúng ta trẻ khỏe. Và tất cả các hệ cơ quan ở trên cơ thể đây ạ, những cái chỗ được đánh dấu kia đều được trẻ lại. Thì chúng ta nghĩ sao ạ? Từ đầu đến gót chân đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và đấy là cái cơ chế là làm sao để chúng ta, họ dám tuyên bố họ là cha đẻ của các loại thực phẩm chức năng. Và đây là hình ảnh xấu tí, nhưng mà đây là khi ở Đài Loan về rồi đấy ạ. Đã được chạm với Nuskin nhưng mà chỉ biết thế thôi ạ. Và đây bác sĩ lúc đó thì là thạc sĩ ạ, chưa được là bác sĩ chuyên 2, và có một cái tóc dài như thế kia, mặc dù là phó khoa tim mạch chuyển hóa nội tiết, nhưng mà mình rất là tự hào với cái bụng của mình. Đấy là hình ảnh của chị trước đây và hình ảnh của chị bây giờ. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho bác sĩ Tăng Thủy đúng không ạ? Mình xin vật lý một chút ạ. Mình phải xin vật lý một chút ý, là Thủy nhà mình là rất mê đẹp, cho nên là không, lúc mà xin cái ảnh xấu là tuyệt đối không xin được cái ảnh xấu nào. Thực sự cái ảnh này ý, là cái ảnh rất đẹp của bạn ý. Chứ còn cá nhân mình là người chứng kiến á, là khi mà mình gặp bạn ý trong cái ngày mà hổ trường ý, là bạn cũng đã ăn mặc tươm tất lắm rồi, nhưng mà lại rất không may mắn cho bạn ấy, là bởi vì tất cả chúng tớ phải mặc đồng phục. Tại vì nếu mà chúng tớ được mặc cái phục mà do của chúng tớ tự thiết kế thì chắc chắn là xấu đẹp và nhiều khi khỏi lắm đúng không ạ? Nhưng bởi vì hôm đó là đến và phải thay đồng phục, thế là đã đồng phục thì cái đứa nào là đẹp nó đẹp luôn đúng không ạ? Và đứa nào xấu là không thể chê được. Và bạn ấy ỉn luôn cái ảnh đấy rồi, tóm lại là bạn ỉn cái ảnh rồi. Thực sự là cho đến ngày hôm nay thì sắp tiện với tất cả mọi thứ của bác sĩ Giang thì thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên thì đó là cái sự chúc mừng cho của cá nhân mình với Thủy. Mình rất là vui vì mình giúp được bạn mình như vậy. Và ngày hôm nay mình là người rất tự tin là mình hiểu về sản phẩm của Nuskin. Nhưng mà ngày hôm nay thì qua những cái thông tin chia sẻ của Lâm thì thấy là trời ơi, mình vẫn còn rất nhiều điều phải biết về Wildspan và R2. Thấy đấy không ạ? Quá là hay luôn, quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ còn một chút tí xíu giờ nữa thôi thì Thủy có thể cho mình biết là tại sao R2 và Wildspan lại gọi là cặp đôi hoàn hảo. Tại vì nếu mà nói theo cái cách chia sẻ của Tăng Thủy thì mọi người sẽ nghĩ là tôi chọn Wildspan đúng không ạ? Tại vì Wildspan thì 1.000 chip gen cơ, thì tại sao tôi phải uống R2, thì tại sao nó lại gọi là cặp đôi hoàn hảo? Như vừa chia sẻ thì mọi người thấy không ạ? Cái R2 thì nó tập trung vào cơ chế thải độc và cơ chế tăng cường năng lượng của tế bào. Và để đánh vào tinh lạc thể thì nó là công thức tuyệt vời để có được cái năng lượng. Thế mà những cái tế bào của mình nếu không có năng lượng nó sẽ lại thải độc kém đi. Và có được thải độc kém đi thì lại tạo ra cái vòng xoắn già không có năng lượng. Thì đấy là cái cơ chế già quá. Nên là khi mà kết hợp được R2 và Wildspan thì hai cơ chế, một cái là trẻ trung từ trong gen, cải thiện các cái triệu chứng, các cái biểu hiện già đi của các cơ quan, thì mỗi tế bào chúng ta được trẻ trung bởi R2, thì kết hợp như vậy nó sẽ là tuyệt đối hoàn hảo. Thế nhưng quả thật là Nuskin rất thông minh ạ. Mỗi 2 năm lại ra một sản phẩm mới, nhưng chưa bao giờ thấy cái sản phẩm mới nó đá chân cái sản phẩm cũ. Nghĩa là chỉ có tốt hơn và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không có cái việc đá chân nhau trong vấn đề sử dụng đâu ạ. Cho nên là mọi người không phải băn khoăn ạ. Nếu mà chúng ta vì một cái điều kiện tài chính thì chúng ta có thể cân nhắc
một trong hai sản phẩm. Nhưng nếu thực sự mà chúng ta quan tâm đến giải pháp toàn diện thì chúng ta đừng bao giờ phải đặt câu hỏi là có nên dùng cả hai hay không anh chị nhé. Và chúng ta xin một tràng vỗ tay nữa cho Thảo Luân. Và ngay bây giờ thì Thúy xin mời một số các anh chị mà đã có một cái trải nghiệm đối với cái cặp đôi trẻ hóa này thì mình có thể lên đây và giao lưu cùng với các anh chị ở dưới ạ. À, mời đầu tiên là mời bác Cao Tích Lan, thứ hai là mời hoa hậu Kiều Hoa hậu Phạm Thị Thu Hằng. Bây giờ thì kính lão đắc thọ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đến cái phần ưu tiên cái chia sẻ đầu tiên của một chị 18 cộng ạ. Ở đây thì có bác Cao Thị Đích Lan, tiểu sử hay như thế nào thì tôi bạn sẽ dành 3 phút ạ. Chúng ta mỗi người chỉ có 3 phút nói thoải mái trong 3 phút. Về bản thân cũng như là lý do tại sao chọn cái cặp đôi hoàn hảo này để sử dụng và đắc xin được chào tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt trong cái buổi giao lưu chúng ta ngày hôm nay. Mình xin được tự giới thiệu, mình tên là Cao Thị Mỹ Lan. Cách đây 6 năm thì mình đã nghỉ hưu trên cương vị là Phó Chủ tịch Ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, phụ trách mảng văn hóa xã hội và là trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của quận đấy ạ. Và khi hoàn thành xuất nhận quyết định của Đảng và Nhà nước công nhận là thành xuất sắc nhiệm vụ thì mình rất là tự hào và cảm thấy rất là vinh dự. Tuy nhiên lúc đó thì mình phải đối mặt với vấn đề thực tiễn, đó là sự xuống cấp về mặt sức khỏe và sắc diện. Và mình đã đi tìm giải pháp và mình được chạm đến những cái sản phẩm mang công nghệ Edgelock tuyệt vời khi mà vừa rồi các anh chị và các bạn đã được nghe bác sĩ Tăng Thủy giới thiệu. Và thật sự những sản phẩm đó đã giúp cho mình với những cái vấn đề về sức khỏe, những cái dấu hiệu về lão hóa, về sắc diện, lăn nữa mọi người sẽ được xem hình ảnh ạ. Rồi là một số vấn đề về sức khỏe của mình phải đối diện, đó là bị lão hóa gai đôi hai khớp gối, mình bị những rất nặng những vấn đề về xương khớp, bị mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, và cảm thấy cái năng lượng của mình nó tụt rất là nhiều đó. Và khi được dùng đến cái cặp đôi duo này, đầu tiên là mình được dùng N2 đã, mình chưa có, sau đó 2 năm thì mình mới được dùng Kiehl Ashman. Nhưng thực sự là khi dùng hoàn hảo cả cặp đôi này thì mình cảm nhận thấy cái sự tươi trẻ trong bản thân mình. Và mọi người trong đội nhóm thì vẫn rất là vui và gắn cho mình cái tên là 18 cộng. 18 cộng cộng là cái lý như vậy. Những cái quan trọng nhất đó là những vấn đề, những dấu hiệu về sự lão hóa, nhất là sức khỏe của mình, thì nó được tái thiết lập trở lại cái sức năng lượng như là cái thời mình còn xuân sắc ngày xưa. Đặc biệt là cái chuyện ấy ạ của vợ chồng với mình bây giờ, thật sự với mình bây giờ thì nó không còn là chuyện khó nói nữa, mà cả hai vợ chồng mình bây giờ không phải chỉ có mình đâu ạ, mà cả đúng như bác sĩ Tạ Thủy ạ, những người bạn cùng giường với mình là phải đòi hỏi dùng ngay lập tức. Đó là câu chuyện của mình. Bác Lan, bác Lan thì mọi người, tại vì ở đây ảnh nó không rõ, nhưng mà bác Lan để đến với New Skin là bác Lan là khách hàng, lúc đó bác còn đang đứng trước ạ. Cậu có nhỏ nhỏ và các bạn hình dung được đâu bác phóng đi lắm. Hôm nay mới dám bật mí. Và thực sự là bác không có được cái năng lượng cũng như cái diện mạo. Ở đây mình không nói về bên ngoài là xinh đẹp hay mọi thứ, nhưng mọi người rõ ràng thấy là cái sắc diện ạ và cái năng lượng. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Ở đây thì có ai đang ở dưới khán phòng này và độ tuổi như bác Nga không ạ? Mình có thể giơ cánh tay không? À nhưng mà chưa dùng sản phẩm. Có chị đúng không ạ? Là có bác đúng không ạ? Là còn kém tuổi bác Lan. Dạ. Đó mọi người thấy tức là rõ ràng là chênh lệch giữa cái người mà tiếp cận với công nghệ trẻ hóa với cái người không, là nó có một sự chênh lệch rất rõ ràng luôn đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác Lan. Cho mình nói một tí. Mình xin lấy cái ảnh này ạ. Bác này của mình. Đây cái ảnh này. Mọi người có thể nhìn thấy đây ạ, mình đứng bên cạnh. Đây là năm mọi người nhìn giúp mình ạ. Đây là năm 2012. Và bây giờ là năm 2019.
đây vào đây ạ. Là nó được, chúng ta dành cho một tràng tay thôi. Chúng ta phải nhìn thấy là từ cái phong dáng ấy, cái năng lượng, cái biểu hiện và cái sức diện ảnh. Dạ vâng. Nhẽ ra thì sẽ ưu tiên phụ nữ tiếp theo đúng không ạ? Nhưng mà để cái người phụ nữ này rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ để cho cô ấy chia sẻ sau cùng. Và bây giờ mình sẽ mời một cái người đàn ông để chia sẻ là lý do và tại sao anh lại trải nghiệm cái công nghệ này đúng không ạ? Vâng, em mời anh ạ. Chào cả nhà, mình là Tấn Tài. Mình đi làm trong ngành tài chính nên mình rất là stress, hay phải suy nghĩ rất là nhiều. Thật ra là hôm nay nha, nói thật là mình mới nghe những tính năng mà chắc nó gọi là tính năng và tác dụng của các cái sản phẩm này. Nhưng mà mình không lúc đầu mình dùng một cách rất là tự nhiên các bạn. Mình nghĩ đơn giản như thế này thôi. Là hàng ngày mình làm bị stress, mình bắt năng lượng tới 2-3 giờ chiều mình không còn suy nghĩ về con số nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình cần một cái giải pháp để mình đủ sản phẩm. Và mình nghĩ rằng là mình phải tìm sản phẩm là tốt nhất đúng. Mình chia sẻ với các bạn thật là mình chỉ tin vào ý này. Mặc dù rất là yêu nước này, mình tin về mình tính sản xuất tại Mỹ. Và công nghệ mới nhất, giống như điện thoại mình cũng dùng điện thoại mới nhất vậy. Ngoài ra khi mình dùng là mình có cảm nhận là chúng ta ăn uống không bao giờ đủ chất. Cho nên khi mình nghĩ là cái cây của mình 4 phân nó sẽ khác với cái cây của 4 phân. Cho nên mình uống. Và giờ đó thành thói quen mỗi buổi sáng ra mình không uống được cái gì đó, mình chia sẻ với các bạn là mình không đi làm. Mình phải uống mình mới đi làm. Vì mình có một cái sở thích là vì mình chỉ sống một lần. Cho nên mình phải sống 120 tuổi. Mà chạy tốt nha, và phải mạnh. Cho nên là mình cần những sản phẩm tốt nhất. Và khi nghe những sản phẩm tốt nhất là mình uống. Và mình rất thích điều đó. Và bây giờ sau thời gian mình uống, không biết các bạn như thế nào, vì mình trẻ lắm, mình không bao giờ mình nghĩ tới bệnh tật á. Và mình thích trẻ. Cho nên mình uống lúc đầu trong một tuần mình chưa có cảm nhận gì. 2 tuần chưa cảm nhận. Đến sau 1.5 tháng mình mới cảm nhận. Là vì sức khỏe của mình còn rất là tốt. Nhưng bây giờ nó là một cái sản phẩm còn thiếu thiếu. Bây giờ mọi người nhìn thấy mình á, hay nói mình là giống như mình bị tăng động. Và nói mình uống quá liều. Nhưng cái quan trọng hơn là cái việc mà tăng động mà gần đây á, những năm gần đây tự nhiên mọi người nói sao mình trẻ quá vậy. Cùng với bọn bạn mình tuổi thì mình vô ngồi tụi nó tóc bạc cũng đuổi hết rồi, mình ngồi như chín hôi vậy. Sao mình giờ mình bị trẻ vậy? Thì mình nghe nhiều như vậy thì mình mới phát hiện ra hóa ra mình nhìn lại những cái ảnh cũ của mình từ Facebook, từ những cái người bạn họ giữ lại, thì mình hoàn toàn một phiên bản mới hoàn toàn. Vậy đó mới chính là cái điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Còn mình thấy biết ơn và quý giá. Bây giờ thì các bạn biết không, mình còn tăng cường nhiều thứ nữa. Chứ không phải là hai cái sản phẩm này không đâu. Mình tự nhiên thấy ở đây thì mình ít bao giờ mình vui, nhưng mà tự nhiên mình uống bên trong, cái tự nó đẹp ra bên ngoài, các bạn có thấy điều đó. Cho nên người ta nói rất là hay là sự phản ứng bên trong nó tạo ra cái bên ngoài. Và nó đẹp rất tự nhiên. Thì đó là vài cái chia sẻ. Rồi, cảm ơn anh ta. Đây là dưới ở dưới có những ai muốn đây là hình tượng của mình không ạ? Mình chia sẻ một chút là khi mà mình làm cái slide này, thực ra ông xã có lý do, tức là mình cứ bảo là em phải cho anh uống thuốc chuột cho anh uống. Tại vì tức là anh chỉ biết anh nói là anh không quan tâm đến công nghệ là đúng nhỉ? Anh chỉ biết là tốt và anh cần phải uống một gì đó thôi, còn vợ quyết định như nào là anh uống. Nói thật là thứ mà đấy tiền gì chả biết đâu mọi người ạ. Thực sự là mình cho uống đạm hoa và cho uống cái L2 hoa sen, thật là sốt ruột lắm các anh chị, nhưng mà thôi vì sự nghiệp lâu dài. Thế và khi mình làm cái slide này thì thực sự là mình không có, anh ấy không biết. Thì ngày hôm nay đến đây trước giờ này thì anh xem hai cái, anh bảo là em đưa cái ảnh gì và anh chả giỡn chả khác nhau gì cả. Mình bảo đấy là cái sự thành công, bởi vì cái ảnh kia là năm 2012 mọi người ạ, và đây là năm 2019. Mà chính anh là người nói là em đưa hai cái ảnh đấy lên, ảnh chả khác nhau cái gì. Thì anh ý là tại sao cái ảnh ngày xưa vẫn trẻ, tức là bây giờ vẫn bằng ngày xưa. Thì rõ, nếu mà vẫn bằng ngày xưa thì nó là một thành tựu quá lớn rồi. Và mục đích của em cố tình là đưa cái này, chứ còn em không muốn dìm hàng. Vì có những nhiều cái ảnh ngày xưa khủng khiếp lắm mọi người ạ. Nhưng mà mình muốn chọn hai cái tư thế là đều đi ảnh viện mọi người ạ. Vì ảnh viện là một cái thứ rất là đẹp rồi. Khi mình lên ảnh viện là rất đẹp đúng không ạ? Cái ảnh kia là năm 2012, hai vợ chồng mình được một cái giải ở cái là công ty mời, và anh cũng chụp ảnh viện cùng với mình. Lát nữa mình sẽ cho mọi người xem cùng với thời điểm đó. Đây cũng là một cái lần 2019, hai vợ chồng mình cũng lại được công ty mời. Nhưng mà mọi người quên cái ảnh viện đi và nhìn anh ở bên ngoài ạ? Đúng không ạ? Ở bên ngoài hay hơn hay là ảnh 19 hay hơn ạ? Bên ngoài. Gần đây mình phát hiện một cái bonus thêm nha. Đó là răng của mình rất là sắc các bạn. Tức là răng nó dài nó mọc ra. Và biết sao mình đi mình nó răng là tóc á, tóc đi cắt tóc hoài à, 10 ngày cắt lần. Và răng nó dài nó sắc lắm. Một số thứ dài và một số thứ sắc. Một khác đó, dài ra.
cùng thì mình muốn dành cho một người em gái rất là đặc biệt. Tại vì khi mà đồng hành với em mãi sau một thời gian rồi thì mình mới biết em là cựu hoa hậu Việt Nam năm 2005 và đã đại diện với các hoa hậu Việt Nam đi thi hoa hậu Hàn Quốc, Thái Lan rồi. Trước cả Hy Lan cơ, mọi người có thấy. Mọi người thôi được rồi, cái vị đấy không quan trọng, em lại tập trung vào hoa hậu Việt Nam cơ. Mọi người ơi, thực sự là như này, tại vì em đúng là hoa hậu, bởi vì mình cứ nghĩ là hoa hậu phải rất sang chảnh, phải thế này thế khác, nhưng mà em quá là thân thiện đáng yêu. Nhưng mà tại vì mình không nghĩ em là hoa hậu, là bởi vì em đến với mình với một diện mạo là tại em không như thế này ạ, em cũng vẫn rất xinh, nhưng mà trong em sắc diện ạ, sắc diện của em mệt mỏi và sắc da của em bị mụn rất là nhiều. Và chính vì thế cho nên mình thì trong đầu mình nghĩ là hoa hậu luôn luôn phải gì ạ? Rất đẹp, rất tỏa sáng. Chính vì thế cho nên là mình thấy em rất đẹp, nhưng mà nếu mà nói hoa hậu, nếu mà thời điểm đó em nói hoa hậu là chắc chắn là chưa tin đâu. Bây giờ mọi người có thấy là xứng đáng không ạ? Bây giờ đến phần chia sẻ của hoa hậu chúng mình ạ. Chúng mình hãy thành công. Chọn người này. Ok,
mọi người để cho mọi người thấy là đây là từ 2005, nhưng mà sau xem nếu mà năm 2018 mà so với nó là mười mấy năm mọi người, 13 năm. Nhưng mọi người thấy là sao ạ? Nếu có già thì hình như là chỉ già đi 1-2 tuổi thôi, có đúng không chị? Cái đấy mới là cái giá trị. Và ở đây những ai muốn thi hoa hậu ạ? Có cơ hội và cảm ơn cả nhà. Thực ra là nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ giao lưu rất là nhiều đúng không ạ? Bây giờ là đến cái phần hỏi đáp được không ạ? Chúng ta sẽ có 10 phút cho phần hỏi đáp. Thì đầu tiên thì mình sẽ ưu tiên ba khách mời ở đây nêu câu hỏi cho bác sĩ chương trình trước ạ. Em có thể mời bác Lan đi ạ. Dạ. Như câu chuyện của mình rất là yêu. Như câu chuyện của mình đã kể với mọi người, mình rất là yêu cái sản phẩm này, mình đã lan tỏa cái giá trị mình nhận được tới mọi người. Và thực sự là cũng xin hỏi bác sĩ một câu là trong hơn 5 năm, gần 6 năm gắn bó với công việc này thì mình thấy là một số những cái mình giúp cho nhiều bạn thì mình thấy là các bạn mà phụ nữ mà ở tuổi tiền mãn kinh ấy, anh em ở cái tuổi mãn dục ấy và đặc biệt là một số những cái bạn trẻ khi xây dựng gia đình ấy mà bị hiếm muộn thì mình giúp cho mọi người thì mọi người có những kết quả vô cùng tuyệt vời. Vậy thì cơ chế gì ở đây với hai cặp đôi này giúp cho họ có những kết quả? Bác hỏi rất là hay đúng không ạ? Bác Lan hỏi những cái chỗ khó nói nhưng mà ở đây thì hình như là yêu quá nên là chả có thấy khó nói đâu đúng không ạ? Thực sự là cái cơ chế tác dụng thì khi mà Thủy tìm hiểu thì họ nói rất rõ, tức là với R2 ấy, thì nó sẽ trẻ trung, thứ nhất là trí não, thứ hai là năng lượng, thứ ba là sinh lý. Thì cái vấn đề sinh lý ở đây nó là vấn đề nội tiết tổng thể chứ không phải riêng gì của một tuyến nội tiết nào cả. Và cái nguyên liệu nó làm cái tế bào chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có một cái nguyên liệu để tạo cái hệ nội tiết khỏe mạnh thì nó tự nó hồi phục ra. Và quả thật những cái mà bạn chia sẻ thì Thủy đã nhận được ở rất nhiều người mà Thủy đã chia sẻ sản phẩm. Tất nhiên họ lúc đầu dùng cũng chỉ vì là sức khỏe giảm sút rồi là thiếu cái hăng say, thiếu cái năng lượng trong cuộc sống thôi. Nhưng mà có hai người, cô bạn nhỏ nhỏ, nói là bạn, gọi là bạn thôi nhưng mà kém tuổi ạ. Và đúng lúc thì cùng gọi điện đến chia sẻ với bác sĩ rằng chị ơi có tin vui rồi. Một đứa chia sẻ tin vui vào nhóm, đứa kia là em cũng thế. Bác sĩ giật hết cả mình, phải hỏi riêng là thế là thế nào. Thế thì đấy là những cái kết quả mà thực sự là mình cũng không thấy trong cái quyển hướng dẫn này nói rõ, nhưng thực sự là đã có những người có được kết quả như vậy. Nghĩa là hai bạn ấy thì đều là sinh con thứ ba và được hai cậu gọi là hít nhôm đó, thì không có khuyến cáo là dùng lứa hai thì ra con trai thôi, nhưng mà rõ ràng là hệ thống tiếp được cải thiện và các bạn ấy thực sự là đã có được những đứa con khỏe mạnh. Và hiện tại bây giờ rất là cảm ơn đối với người chia sẻ. Thế thì đó là một trong cái khía cạnh là những bạn hiếm muộn đúng không ạ? Thế còn với bác Lan thì bác Lan hỏi thế thì nhiều khi phải hỏi lại bác Lan, bởi vì trong cái chuyến đi vừa rồi thì Tăng Thủy và một cô bé hơn ngoài 30 nữa đi với một bác U60. Thế mà đến lúc rẽ vào cửa hàng tạp hóa thì bác ấy mang ra một cái gói nhỏ nhỏ này, bác ấy rất là tự hào thì mình cười mà chú cái này cho tôi em có không xin. Thế thì là mình không còn cái phản xạ là một người ở tuổi này còn phải sử dụng bác mình sinh phục lúc nào thì ta tự hào. Mình không có cái phản xạ đó, nhưng mà lúc giật mình mà ôi có chút một bác thì nó ra là đây là những cái trải nghiệm thực sự là mình rất ấn tượng khi mà sản phẩm đến với người tiêu dùng và người ta cái kết quả phản hồi vậy. Còn trong tài liệu thì họ chỉ nói là hồi phục cái hệ nội tiết, cái sức năng sinh lý rất tốt, thế thôi. Cảm ơn nha bác. Một cái lưu ý với tất cả anh chị ở dưới ạ, là thực ra bản thân cá nhân Thúy thì khách hàng sử dụng và có em bé, tức là cả vợ và chồng ấy. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà người ta không bị một bệnh nào, tức là người ta chỉ bị về chức năng thôi, tức là người ta đi khám người ta không phát hiện ra người ta có vấn đề gì cả, nó có yếu một cái chức năng nào đó, thì cái này có thể là một cái cứu cánh ngay chị nhé, chứ đừng mà lại ùn ùn kéo nhau mà cái này không có chỉ định đúng không ạ? Thế còn về phục hồi đối với nam giới thì rõ ràng các anh cứ dài đi ạ, một tuần thì các anh tự thấy. Nhưng mà đối với phụ nữ thì như thế này, Thúy thì ở đây chắc là nhẽ ra là phải mời một chị ở đây không, thì chị có mặt ở đây. Nhưng mà thôi mình sẽ thay mặt vì thời gian không có. Mình biết là chị đã hết, tức là chị hết cái tuổi thanh xuân từ năm 42 tuổi, và sau đó là sau 7 năm là năm 48 tuổi thì chị mới được tiếp cận đến sản phẩm R2. Và chị uống Dobai 4 tháng ấy, thì chị đi bệnh viện và chị thấy có dấu hiệu là thanh xuân trở lại. Thì chị sợ quá chị đi khám bác sĩ, và cái cô bác sĩ mà khám thường xuyên cho chị 30 năm thì ngạc nhiên nói là tại sao soi buồng trứng thì thấy là tự nhiên là thấy khác hẳn, không biết là em có dùng gì không.
thì và chị đặt chiếc giở phía kéo lại của em bé thì cái hồi đấy đó và chị ý đang livestream ở dưới đây thì chị là chị Yến đâu ạ và ngày hôm nay thì quá tuyệt vời ạ. Và đây là người tập luyện tập, còn chị gái của Thúy thì 48 tuổi thì chị cũng coi là hết thanh xuân rồi, và năm 52 tuổi thì chị mới được tiếp cận L2 và chị sử dụng sau 2 tháng thì chị có tuổi thanh xuân trở lại, nhưng mà tất nhiên là nó chỉ duy trì được khoảng 1 năm thôi. Một năm sau đó thôi rồi lại trở về. Nhưng mà tức là ở đây để thấy là cái dấu hiệu hồi xuân, tức là trẻ hóa nó rất rõ rệt như vậy. Cho nên là chị em phụ nữ ở đây đang hài lòng lắm ạ. Nam giới phụ nữ đều hài lòng lắm. Câu hỏi thứ hai dành cho Hoa hậu. Vậy thì là chúng ta là mình phải chăm sóc sức khỏe là từ trong đánh ra và từ ngoài đánh vào. Thì em thì cũng có em bé. Thế em có một câu hỏi thắc mắc với bác sĩ là như vậy là với những cái trường hợp phụ nữ chắc đang cho con bú hay là mang thai thì có sử dụng được sản phẩm này không? Đúng là nghề nghiệp có khác đúng không ạ? Bởi vì là dùng thuốc cho con và dùng thuốc cho mẹ khi có thai hoặc là đang cho con bú là vấn đề an toàn đầu tiên trong các chỉ dùng thuốc. Và Mỹ thì họ rất nghiêm túc trong các vấn đề các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Nếu sản phẩm đó không nghiên cứu trên phụ nữ mang thai hoặc nghiên cứu trên bà mẹ cho con bú hoặc nghiên cứu trên trẻ em thì trong khuyến cáo họ sẽ không khuyến cáo sử dụng những đối tượng đó. Tuy nhiên không phải là nó có tác dụng không tốt đối với những đối tượng đó, nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc. Tất cả các cái sản phẩm có công nghệ Azelox thì người ta đều nói là không sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú cũng như là trẻ em, nhưng không phải vì nó có tác dụng không tốt mà vì không nghiên cứu trên những đối tượng đó. Thì đó là về nguyên tắc. Còn thì bản thân Thủy thì có những trường hợp là vô tình dùng, tức là không biết rằng mình đang có mang mà dùng thì quả thật là chỉ thấy tốt thôi, còn chưa thấy cái tác dụng phụ gì. Còn bây giờ thì mới có 4 năm trải nghiệm sản phẩm, chờ xem 10 năm nữa hay 15 năm nữa nó có vấn đề gì không thì mới dám nói. Còn bây giờ thực tế khi khuyến cáo là không sử dụng, nhưng cũng không phải là nó có tác dụng phụ hay là tác dụng bất lợi cho những đối tượng đó. Thì đấy là câu trả lời của mình. Cảm ơn bác sĩ Thủy, có lẽ là đấy là cái mà mối quan tâm của rất nhiều người đúng không ạ? Mình chỉ chia sẻ góc độ cá nhân, đã là khuyến cáo, khuyến nghị thì chúng ta nên tuyệt đối tuân thủ, đúng không anh chị? Nhưng mà đứng về góc độ cá nhân của mình thì chúng chia sẻ là mình có hai anh cậu con trai, thì thằng cu nhỏ nhà mình năm nay 9 tuổi, thì con đang sử dụng hai cái sản phẩm mang công nghệ Agelox, đó là Wildspan và Chimsex ạ. Chimsex là cái gói bột Chimsex là buổi sáng đấy ạ. Đấy là hai sản phẩm cho người lớn ạ. Và hiện nay thì ở Nu Skin có sản phẩm dinh dưỡng cho bé nhưng mà phải đặt ở nước ngoài và cái việc đặt nước ngoài nó không tiện, cho nên mình cho con uống Life Up, và Life Up cũng đang chỉ định cho người lớn, có cái là mình cho con uống giảm liều. Thì thực sự cá nhân mình là một cái người mà hiểu về cái ngành này, biết về cái này, và thực sự mình đã được ngồi trực tiếp, tức là nói chuyện giao lưu với các nhà khoa học. Thì ông các nhà khoa học và bản thân tiến sĩ Joseph Chan ông cũng nói rằng là chúng tôi không nghiên cứu trên các đối tượng đó, cho nên chúng tôi không có một tuyên bố nào cả. Tuy nhiên thì các bạn cứ xem, nếu mà bạn là người chuyên môn, bạn cứ xem thành phần cứ thì đấy là quyết định của bạn. Ông ấy nói trong nháy nháy thì và đó là cái mà mình rất là tin tưởng. Còn cái cậu thứ hai nhà cậu lớn của mình ấy, thì con dùng cũng Wildspan từ lâu rồi và con dùng Livebox cũng rất là lâu rồi, cũng uống Chimsex, và năm nay thì con mới là 19 tuổi nên con đã dùng 5 năm rồi. Và chính vì cái kinh nghiệm đó thì mình phát hiện ra ấy, là ngày xưa khi mà mình còn trẻ ấy, thì thực sự là mình không có mông. Mọi người ạ, không biết ở đây có chị em cũng rất là giống mình không? Tức là gọi là mông là phòng thủ. Và mình rất chăn trở. Thế nhưng từ khi mình uống Wildspan Airline mình không có ý định như vậy. Và thì mình thấy là ai cũng khen mình là tại sao lại thì như là có lại vì một vụ độ nữa đúng không ạ? Nhưng mà thực tế sau khi mình biết được là cái Wildspan ấy nó có khả năng là phục hồi ở cái tế bào ấy, tức là nó giữ cái cơ của mình. Cho nên và có một cái kinh nghiệm của khoa học ra thì họ nói tức là những phụ nữ mà khi em mang bầu em bé và sau sinh thường họ bị mất cơ ấy, mất cân nạc ấy, có đúng không anh chị? Những anh chị nào đã từng người sinh con ấy thì Wildspan là một cứu cánh, cho nên là tất cả bạn bè mình rất là thân, phải nói là rất là thân và rất là tin tưởng mọi người nhé. Còn đứng về khách quan là mình tuyên bố là anh chị đúng tuổi và dùng, nhưng mà những người bạn thân của mình thì các bạn ấy đều được sử dụng Wildspan khi các bạn có bầu. Và thực sự là khi các bạn sinh em bé thì các bạn hài lòng lắm, tức là cái vóc dáng sau sinh của bạn rất là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Thì đấy là cái cá nhân mình thôi anh chị nhá. Còn tất nhiên là về bệnh lý thì phải có lời khuyên của bác sĩ, mình không có, mình cứ tuân thủ theo những cái gì mà nhà sản xuất khuyến cáo đúng không ạ? Và cái câu hỏi cuối cùng thì em thì anh sao? Mình thì là bắt đầu dùng sản phẩm là từ người rất là khỏe mạnh, tức là không có bệnh lý gì cả. Tuy nhiên là khi mình dùng á
thì một số bạn mình hay uống buổi sáng, mọi người hay khoe với mọi người mình uống lắm, thì bạn bè mình cũng hay hỏi là nếu giả sử những người có bệnh lý thì có nên dùng hay không, tại vì cái này nó không phải là thuốc. Thì cũng nhiều bác sĩ chia sẻ lại cho một số anh chị em mình nắm được. Đúng rồi, thực sự là người Việt Nam của mình hay lắm. Tức là còn khỏe thì không quan tâm lắm. Người ta còn có cái câu gọi là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Tức là khi nào mà bệnh ập đến rồi, lúc mà cái tìm mới vơ xung quanh xem có cái gì tốt thì có thể là chấp nhận được hết. Thậm chí có những lúc ấy thì bảo bán nhà bán cửa đi làm mọi việc để cho mình khỏe, chấp nhận. Nhưng mà có nên không ạ? Người ta bảo phòng còn hơn chống đúng không ạ? Nhưng mà y học của mình quả thật là ở Việt Nam thì đang rất là đối với vấn đề phòng bệnh, mà chủ yếu là chúng ta vẫn tập trung về điều trị bệnh. Đấy thì đấy là cái nghịch lý trong y học của mình. Thế nhưng mà thực sự là mình thì may mắn là có những cái không vui nhưng mà lại mang cho mình cơ hội. Tức là hai thằng con thì mình nó rất là gầy, rất là bé so với lại cả trẻ cùng trang lứa. Và đi đâu hai vợ chồng là bác sĩ không bao giờ nó quay ảnh con cả. Thế nhưng mà vì trải nghiệm những cái sản phẩm liên quan đến thực phẩm chức năng cũng như là dinh dưỡng bổ sung, thì hiện tại hai cậu ý mình đi đâu mình cũng tự hào được mọi người khen rất nhiều. Bởi vì đấy như mình đã nói là mình phá bỏ được cả cái mốc của y học có thể xác lập, thì mình đạp đổ nó để cho con được sức khỏe như vậy. Thì đấy là cái niềm tin với những là sử dụng từ khi nhỏ, từ khi khỏe, từ khi không ốm và đưa lại được cái sức khỏe. Và thôi hay là không biết bao giờ nó ốm thì thôi, cái việc đấy mình không dám nói. Thế nên được cho câu hỏi của anh Tài là có nên sử dụng người khỏe có nên sử dụng không? Thì đương nhiên là rất nên sử dụng, bởi vì như vậy thì sẽ là người khỏe cùng phải bỏ ra một số tiền ạ. Thay bằng cái việc mua cái giường bệnh đắt nhất trên thế giới này thì mình hãy cho mình lúc nào cũng là người trẻ ở ngoài kia tung đẩy có hơn không ạ? Còn lại thì với những người bệnh có dùng được hay không thì mình phải nói luôn rằng người bệnh thì muộn nhưng mà vẫn không ạ. Dù sao chăng nữa, đây mình có bệnh nhân ở đây và bệnh nhân này cũng đã 3 năm theo bác sĩ rồi, bệnh nhân khoa tim mạch hẳn hoi. Nhưng khi sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ đây thì mình phải nói luôn là chị là người rất là quan tâm đến bệnh tật và cũng dùng đủ thứ trên đời chứ không phải không, nó mang đến với mình rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ khác. Nhưng mà khi sử dụng cái Marine Omega của Nuskin thì bệnh nhân có sự cải thiện tuyệt vời về vấn đề bệnh lý tim mạch của đến hôm nay thì có mặt ở đây. Thì cũng là một cái điều minh chứng ở đây là bác sĩ không hề nói sai, tất cả mọi thứ đều là thực tế có như thế nào thì nó như vậy. Và với người bệnh thì sự hỗ trợ để hồi phục bệnh là cực kỳ cần thiết. May mắn hỗ trợ phục hồi được đến đâu là phúc nhà mình còn to lên đấy. Còn có những người mãi mãi không hoạt động được thì thôi, đấy chúng ta cũng thấy rằng chưa buồn với họ đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình cũng muốn bổ sung là chúng ta không tìm những người bệnh để sử dụng sản phẩm này đúng không ạ? Và nếu chúng ta bị bệnh thì lời khuyên đầu tiên là chúng ta hãy đến với bác sĩ của chúng ta đã. Sau đó nhất là những bệnh cấp tính ạ, thì chúng ta đến với bác sĩ. Sau đó thì chúng ta dùng những cái sản phẩm này với một cái quan điểm là hỗ trợ mọi người nhé, hỗ trợ cho cái bệnh lý đó. Còn điều trị bệnh vẫn là Tây y đúng không ạ? Vì cái thời lượng của chúng ta không cho phép, bình thường là chúng ta sẽ có giao lưu là các anh chị ở dưới sẽ có câu hỏi, nhưng mà ngày hôm nay các anh chị sẽ ghi lại những câu hỏi rồi thì sẽ gửi cho bác sĩ Tăng Thủy và chúng ta sẽ trả lời đi bác sĩ anh chị. Nhưng mà có một câu hỏi cuối cùng thì chắc chắn là mình phải hỏi, bởi vì để giúp cho các anh chị thông tỏ, chứ nếu không phải bước ra khỏi khán phòng này thì nhiều khi cái câu hỏi đó mà không thông tỏ thì nó sẽ không, tức là sẽ đôi khi là còn mang cái tác dụng ngược với các anh chị. Câu hỏi này thì mình sẽ không dành cho bác sĩ Tăng Thủy mà mình sẽ hỏi anh Tài, tại vì anh đang là người kinh doanh ạ, và anh đang là giám đốc đối tác đại diện thương hiệu của cái tập đoàn Nuskin nơi mà cung cấp cái giải pháp này. Thì có cái điều này mà rất nhiều các anh chị ngồi đây cũng như các anh chị ở ngoài kia đang gặp phải, đó là hiện nay thì trên thị trường thì cái sản phẩm này được bán rất là nhiều ở các trang web này, rồi trên Facebook của rất nhiều cá nhân này, vân vân và vân vân. Đôi khi chúng ta thấy cái giá thành ấy nó khác thường so với cái giá thành của công ty, thì ý kiến của anh như thế nào và cái lời khuyên của anh dành cho những người tiêu dùng ra sao? Cái này là thêm đúng không? Bonus theo không? Thực ra là điều đầu tiên mà mình quyết định mình chọn phân phối cái sản phẩm này, yếu tố thứ nhất là Nuskin là nhà nhập khẩu các bạn, và Nuskin là nhà sản xuất, người ta có khoa học, người ta sản xuất riêng, tất cả cái sản phẩm này được minh chứng ở mình, điều đó các bạn nhớ ghi lại cái điều này. Thế thì khi họ là nhà sản xuất, họ chịu trách nhiệm về sản phẩm thì họ chịu luôn trách nhiệm phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối. Cho nên là cái việc mà đầu tiên mà mình khi mà mình nhìn nhận cái sản phẩm này nó hoàn toàn không hề rẻ các bạn. Nhưng cái giá tiền ấy, nó chỉ là một phần nhỏ. Nhưng cái việc mà mình uống vô trong bụng mình với cơ thể của mình thì nó cực kỳ quan trọng. Các bạn có thấy quan trọng không ạ? Yes. Cho nên mình ngay từ ý thức ngay lần đầu tiên khi mình nhận cái sản phẩm này đúng thì mình có ý thức ngay cái việc đó phải chính là sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu và chính hãng, không được hàng giả.
vì mình không chắc bên ngoài kia các bạn mua trên trang web phải đâu, có thể nó rẻ hơn hoặc mắc hơn, mình không quan tâm về giá, nhưng mình không chắc đó là hàng thật. Mình không nói là hàng giả nha, nhưng mình không chắc đó là hàng thật. Mà cái mà mình uống vô trong bao tử của mình hay là cho người nhà của mình thì các bạn có mong muốn cái hàng đó mình không chắc chắn không? Không. Cho nên điều đầu tiên mình khuyên nhiều người là nên đăng ký thành viên, đăng ký free và nên mua bằng chính cái tên của mình, nhận cái nhà nhập khẩu chính là Nuskin Việt Nam tại nơi đây mình mua, tức là Center Point tầng 7 hoặc là 201 đặc biệt cơ nghiệp, hoặc là mua hàng online nhưng ship về tận nhà, nhưng phải đúng hóa đơn của tên mình còn nguyên đai nguyên kiện. Nếu bị bóc ra không còn nguyên đai nguyên kiện các bạn có quyền trả lại. Việc thứ hai quan trọng hơn, cái việc mình uống vô trong có tác dụng thì mình không nói, nhưng giả sử trường hợp nha nó xấu nó không có tác dụng thì cái nơi bảo hành phải đủ lớn như Nu Skin Việt Nam và Nu Skin trên toàn thế giới. Cho nên mình chỉ có một lời khuyên với các bạn là hãy nghiêm túc trong vấn đề chi tiền, dùng sản phẩm và bảo vệ chính cái túi tiền của mình cũng như là những cái sức khỏe của mình đang có. Cho nên lời khuyên duy nhất hãy nên mua chính hãng. Và nếu mà những bạn mà được mời đến đây hãy nghe những người mình chia sẻ cho mình và cũng làm đúng gì bạn được làm tại. Cảm ơn anh Tài. Còn một tí xíu nữa ạ. Có một số các anh chị thì thấy là tại vì Nu Skin có mặt ở 55 quốc gia thì các anh chị so sánh giá thành của cái sản phẩm này ở Việt Nam với giá thành ở bên Mỹ chẳng hạn, và các anh chị thấy là nó chênh lệch tiền rõ ràng, thì một số các anh chị là ship có người nhà cũng mua đại hóa đơn tên mình nhưng lại mua ở bên Mỹ, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc sử dụng? Cái này giống như lúc nãy mình nói rất là quan trọng. Đầu tiên là mình phải hiểu rằng là bên ngoài kia mình không nói đó là hàng giả nha, mình cũng không nói đó là hàng thật hay không. Nhưng cái điều đầu tiên mình phải nói với các anh chị là dinh dưỡng của người châu Á mình hay người Việt Nam của mình theo các bạn cũng giống dinh dưỡng của người nước ngoài. Bên nước ngoài nó ăn có cái đùi gà bự như thế các bạn, đúng cái sữa bự như thế. Hàm lượng của nó mà ăn kiêng của nó là bằng mình ăn béo phì, đúng hay nó đúng. Thứ hai, khí hậu và thời tiết của nó sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái lời khuyên của mình là Nu Skin rất là thông minh vì Nu Skin sở hữu khoa học công nghệ riêng, cho nên Nu Skin sản xuất cùng sản phẩm như vậy nhưng theo đặt đơn đặt hàng của từng khu vực khác nhau, ví dụ châu Á khác, châu Âu khác, châu Mỹ khác, châu Úc khác, Thái Bình Dương khác và khu vực Việt Nam của mình, Đông Nam Á là khác. Cho nên khi mà một số bạn là có người nhà bên Mỹ và rất là xin hàng ngoại, nhưng các bạn quên mất là hàng ngoại nhưng được sản xuất cho khu vực nào, đôi khi chúng ta xách cái, ví dụ mình dùng mỹ phẩm bên ngoài đi, mình xách cái sản phẩm Shiseido bên nước ngoài nhưng phục vụ cho nước Mỹ Pháp, mình về Việt Nam khi họ nắng nóng hơi nhiều các bạn dùng không bao giờ đẹp. Cái đó là nếu là bên ngoài thôi. Thế bây giờ bên trong thì sao? Các bạn sản xuất một cái sản phẩm mà nó có thể giảm rẻ hơn là vì sao? Bên đó là nhà sản xuất, nó không qua thuế nhập khẩu thì chắc chắn cái việc rẻ hơn là chuyện gì ạ? Đương nhiên. Bình thường bây giờ các bạn đang châu Âu, các bạn mua xe ô tô sao ở Việt Nam mua hoàn toàn khác, nhập khẩu khác nhau. Cho nên là ở Việt Nam có thể cái giá của chúng ta, người ta tính trung bình trên toàn người Việt Nam mình rồi, và người ta tính hết rồi chứ không phải là đắt hay rẻ, nhưng mà mình mua chính ở Việt Nam của mình thì nó là sản xuất cho khu vực của mình, nó an toàn và nó phù hợp với cái thể chất của người Việt Nam mình hơn rất là nhiều. Chính vì yếu tố đó, thay vì chúng ta mua rẻ nhưng tính ra nó không tiết kiệm bằng cái việc này, khi mà dinh dưỡng chúng ta đã cung cấp đầy cho cơ thể, các bạn nhận được điều này không ạ? Cực kỳ quan trọng cho vấn đề đó. Và hãy là người tiêu dùng có hiểu biết và thông minh nha, có tiền cũng phải có hiểu biết và có thông minh nha. Rồi, cảm ơn anh Tài ạ. Nu Skin chỉ phân phối trực tiếp là bán hàng trực tiếp từ công ty đến tay người tiêu dùng và không qua bất kỳ một kênh phân phối trung gian nào, và các anh chị nhé, và chúng ta không phải biết hiểu biết cái điều đó cho cá nhân chúng ta, và chúng ta cần có trách nhiệm nói cái điều đó cho những người thân yêu của chúng mình ngoài kia nữa, đúng không ạ? Và cái chương trình ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc, nhưng mà chúng ta sẽ còn một phần nhỏ nữa, mời các anh chị là giúp là bố một người kê một cái ghế.